<clears throat> hello. Hello, hello. Đây đương nhiên là clip rồi tại vì cái này là một cái job mà anh làm cũng khá lâu rồi nó phải 1 hai năm rồi và tức là anh định rằng là sẽ sẽ bán cái clip này nhưng mà nhưng mà sau đấy thì nghĩ rằng thì thôi uh, anh sẽ quyết định sẽ tức là anh sẽ live stream ở trên cái kênh của anh để uh, tức là share hết toàn bộ về về cái clip này à, từ cái giai đoạn phát thảo này cho đến hoàn thiện của cái uh, của cái tranh này à, đại khái thì cái tức là cái job này khi khi mà làm ấy thì uh, người ta có đưa cho một cái phát thảo sẵn sơ sơ thì nó nó đại khái là nó giống na ná như thế này nhưng mà nó rất nó rất đơn sơ thôi, tức là nó có những cái nét phác cơ bản nhất, nó có một cái mút màu vào buổi tối chứ không phải là buổi sáng. À, thì thì cái nhiệm vụ mà mình cần làm đầu tiên ở trong cái tranh này ấy, đấy là à, mình sẽ phải xây dựng lại một chút về bố cục à, cũng như về về cái mút màu ở trong cái tranh này tức là họ họ muốn thay đổi thành dạng uh, hoàng hôn thành dạng hoàng hôn chứ không phải là Ba đêm nữa đấy là cái đầu tiên mình sẽ cần phải làm uh, và cái thứ hai đấy là uh, uh, mình sẽ phải phát thảo lại về uh, về cái uh, về cái phong cảnh này tức là chỉ giữ nguyên của cái vùng nhà chính thôi là cái nơi mà đấy Nó có cái nhà ở chính giữa Thì mình cần phải giữ nguyên cái đấy thôi à, Còn lại thì mình sẽ phải phát thảo xung quanh à, Và phát ở xung quanh để à, Miêu tả về một cái vùng quê Của là Demacia Ở trong cái nội dung này trong cái nội dung này thì nó có hai nó có hai nó có hai nhân vật đại khái là hai bố con đấy sau này cái con đấy nó lên thành phố mà nó đại khái là nó, nó 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 chắc là nó chơi cái game này trên thành phố đấy sơ sơ là như vậy nhưng mà những người này là ở ở Demacia à, cái này là real time nha tức là um, ơn anh không 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 có tua tiếc gì cả, nên là nó sẽ kéo dài khoảng bao nhiêu pass thì cũng kệ nó thôi. Um, mình sẽ ghi chú lại sau khi mà xong cái part này, tức là đến khi kết thúc của buổi livestream uh, của ngày hôm nay thì nó ở uh, cái thời gian bao nhiêu thì uh, thì đấy, thì thì thì, thì sau sau thì mình sẽ phát tiếp. Mình sẽ phát tiếp cho đến khi nào nó hết thì thôi. Cái clip này nó khoảng bao nhiêu tiếng thì nó khoảng à, Chắc nó khoảng 10-15 tiếng gì đấy Nó khoảng 10-15 tiếng Tức là nó sẽ phải rơi vào đâu đấy khoảng uh, 4-5 buổi live stream thì nó mới hết được à, Cái buổi hôm nay thì anh sẽ chỉ live stream đến khoảng 7 giờ rồi à, Bây giờ là 4 giờ thì mình sẽ live stream khoảng 7 giờ à, Giờ đấy thì anh sẽ đi ăn Rồi à, là sẽ đến khoảng 7 giờ mình sẽ kết thúc bọn em muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé, cứ hỏi như bình thường chứ không phải là mình xem mấy thứ này thì mình sẽ không hỏi gì cả, thì nó không hẳn, thì cứ hỏi bình thường nhé. Dạo này chăm like thế thầy ở rảnh rồi em nhé, bit rai, right. bit rai. Right. ở phố nhà anh có món ăn sáng ngon thì có rất nhiều có rất nhiều nhưng mà anh thì anh cũng không anh cũng không hay anh cũng không hay ăn ở phố nhà anh lắm <laughs> thì người ta bảo bụt chùa nhà không thiêng thì anh hay đến phố khác để ăn à, phố lò đúc đấy thì có sôi bự ăn khá ok à, đấy là một trong những dạng sôi khá ngon À, cái thứ hai mà có thể ăn mà người ta rất hay đến ăn nhiều nhưng mà anh thì anh lại không thích lắm đấy là phở thìn phở thìn lò đúc um, phở thìn lò đúc thì uh, thì thì đại khái là, là ăn cũng được thôi đối với anh thì ăn được thôi cái thứ ba thì có thể ăn uh, bún gan Bún ngan Bún ngan nó không phải là đúc Nhưng mà nó cũng gần gần lò đúc đấy Thì khá ok yeah. Bún ngan cũng được Và buổi trưa thì có thể ăn uh, Bún chả cũng được Nhưng mà hiện tại trông nó, nó, nó cũng Khá bẩn Nói chung là cái phố này có khá nhiều đồ ăn nhé yeah. Nó có khá nhiều đồ ăn Mấy cái AdWords này bên dưới có cho Sẵn phát thảo Concept để mình dựa vào không ngại thì thực tế thì có những cái ý tưởng của họ nó rất sơ sài nha cái ý tưởng của họ nó rất sơ sài thôi chứ nó cũng không có gì nhiều cả à, nó chỉ là một bản nét mà rất sơ thôi rất sơ thôi đấy còn sau đấy thì như em nhìn thấy đây hiện tại thì anh đang phát lại thì gần như anh phải thay đổi rất nhiều anh phải thay đổi gần như là hoàn toàn luôn đấy gần như là hoàn toàn chỉ giữ lại đúng cái nhà kia thôi đúng cái nhà kia thôi chứ cũng không có gì cả Thầy chán Naraka rồi thì cũng chán rồi Thực sự là cũng chán rồi Tại vì uh, uh, Tức là Tức là chơi đến một cái giai đoạn Thì mình cảm thấy rằng là thì Nó chỉ đến thế thôi Nó không có gì hơn cả Nó không hơn ở đây là Trình của mình nó không hơn được Tức là mình bị đến cái giai đoạn Mình bị kẹt rồi thì uh, Nếu mà mình muốn lên nữa Thì mình sẽ phải rất nghiêm túc Trong việc luyện tập là training này nọ kia kiểu hardcore đấy thì thì anh cũng là dòng hardcore đấy nhưng mà anh nhiều khi anh cũng bận việc khác nữa nên là khi mà cái đợt vừa rồi thì anh khá bận với một cái job và sau khi anh làm nó xong thì anh tự nhiên anh cảm thấy anh không muốn chơi nữa thôi thế thôi thì hiện tại thì đấy kiểu kiểu đấy thì bây giờ nghỉ thôi xem thì vẫn xem người ta chơi xem bọn tàu chơi nó cũng khá hay mấy ạ. À, anh nói qua về màu màu thì nó cũng chả có gì để nói đấy, anh chả biết phải nói gì cả nhé. Nói qua về màu là nói về cái gì thì em phải nói cụ thể, đây là nói qua về màu. giờ à, nếu mà anh nói qua về màu thì ừ, màu nó có xanh đỏ tím vàng à, lục lam tràm tím à, à, đấy, đấy nói qua về màu. À, màu nó có màu nóng, màu lạnh ư. À, đấy, đấy không hiểu. Nói qua về màu là nói qua về cái gì nha Em phải nói rất rõ về việc là em muốn hỏi cái gì thì anh sẽ trả lời cái đấy. Màu nó có ti tỉ thứ về màu. Anh ơi cho em hỏi làm job nước ngoài thì lấy tiền như nào? Là làm xong sản phẩm đưa nó coi mới lấy tiền hay sao ạ? Thì em... không. Thường thì em sẽ lấy tiền trước. Em sẽ lấy tiền trước. Em có thể lấy 50% trước trước khi mà em làm chứ bây giờ bảo mà làm xong rồi mới đưa thế nó lừa mình cái sao. Đấy, thì đương nhiên mình không làm vậy, thì đương nhiên mình sẽ lấy 50% trước chẳng hạn như thế. À, tiền thì lấy đâu Thì em có thể tạo một tài khoản PayPal, em có thể tạo tài khoản Mà là Pay, mà là Pay Payoneer thì nó có hai thứ như thế và có rất nhiều thứ khác nữa có thể và là nhận được tiền thậm chí người ta có thể trả tiền thẳng vào tài khoản ngân hàng Việt Nam cho em đấy tức là tùy người họ sẽ có những cách thanh toán khác nhau nhưng phổ biến nhất thì là PayPal thì nếu em chưa biết PayPal là gì em nên tìm hiểu về nó đấy thì um, đây, em có thể nhận tiền bằng từ PayPal nhé và tiền từ PayPal chuyển về Việt Nam thì cũng chỉ đơn giản rằng là một cái lệnh rút tiền thì nó sẽ chuyển thẳng vào ngân hàng cho em thôi chứ nó cũng không có gì hơn cả À, à, sẽ mất một chút phí cũng như là nó sẽ có cái, cái 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 cái, rate cái rate quy đổi của paypal nó khác cái rate của ngân hàng nó sẽ khác nhau thì đấy là cái đấy thì cái đấy thì nó cũng không 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 quá quan trọng lần đầu coi like coi anh lại ừ ok chào em nhé em không liên quan ngành này nhưng khi nào dùng photoshop khi nào dùng inlut thì anh rất ít khi dùng inlut à, thậm chí là anh không dùng nhưng đại khái thì dùng inlut nó sẽ thiên về vector hơn tức là sao tức là những cái file mà cần cái độ nét rất cao không phải là những cái là theo kiểu như là để vẽ mà nó để design thiết kế này nọ kia và những cái file đấy nếu dùng bằng Inlut thì nó có thể đạt được những cái, những cái kích thước rất lớn cũng như những cái độ nét rất cao thì nói chung là dùng Inlut thì đại khái là để làm nhiều cho phần đồ họa vector nha còn bên Photoshop này thì nó không nó 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 không tiện cho cái việc làm vector đấy lắm còn vector là gì thì em Google để tìm hiểu nha em google để tìm hiểu là những cái dạng đồ họa theo dạng vector đấy nó là gì. Đấy. À, bài cuối khóa khóa basic là gồm những bài nào vẽ chân dung và vẽ phong cảnh em nhé vẽ chân dung và vẽ phong cảnh. Anh có thích ăn bánh đa trộn cũng có. Bánh đa trộn ok thì ở gần lò đúc nó cũng có một quán bánh đa trộn khá nổi tiếng người ta gọi là bánh đa trộn Hàm Long. À ở đấy nó có uh, À, đại khái là có khá nhiều thứ thành phần của một con cá thì nó cũng không hẳn à, nó, nó có thể có giò này nó có thể có lòng cá này nó có thể có bong bóng này rồi vân 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 đấy rồi là cá xương cá người ta đang nấu giòn rồi vân 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 đấy kiểu kiểu như thế, dán giòn các thứ thì à, ăn ở đấy cũng ok nhá à, ăn ở đấy cũng khá ok nếu mà thích thì có thể ăn thử bún cá hàm long nha bún cá hàm long cách luyện tập value sao cho tốt cách luyện tập value sao cho tốt cách luyện tập value sao cho tốt uh, value thực ra thì cái cái gì nó cũng có cần khá nhiều về kỹ năng uh, và kiến thức thì nó nó luôn luôn cần hai thứ đấy vậy, kể cả trong đậm nhạt nó cũng như thế vậy nếu ví dụ như em 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 muốn luyện về đậm nhạt thì cái cơ bản nhất ở trong đậm nhạt đấy mà người ta hay học vậy và hay luyện ấy, giống như một thằng sinh viên học ở trong các trường uh, mỹ thuật cơ bản đấy thì họ sẽ được vẽ một cái bài gọi là uh, hình họa thì cái bài hình họa ngoài về nghiên cứu cơ thể ra thì họ sẽ uh, tức là khi mà mình vẽ nhiều những thứ đấy ở góc trái sáng thì góc này góc nọ ok thì ở uh, nó sẽ giúp cho mình hiểu về đậm nhạt là gì cái cơ chế đậm nhạt nó hoạt động như thế nào trên cơ thể người cũng như ở không gian xung quanh thì cái đấy em sẽ cần cái kỹ năng cơ bản nhất ở trong value ấy, thì em cần là kỹ năng so sánh về đậm nhạt cái kỹ năng đấy đã gọi là kỹ năng nhưng kỹ năng thì phải luyện tập là phải nghiên cứu vẽ study nhiều và so sánh nhiều lần thì em mới có cái kỹ năng đấy thì ừ, đầu tiên em cần thứ đấy đã đấy. À, sau khi em cần cái thứ đấy xong thì em bắt đầu phải học về kiến thức đậm nhạt tức là cái kỹ năng đấy em phải có rồi nhé em em về sao em cần những cái kiến thức về đậm nhạt Như kiểu như là ở trong đậm nhạt thì uh, những khối cơ bản thì ánh sáng nó chiếu theo chiều a chiều b chiều c thì nó sẽ tương tác như thế nào với những khối cơ bản đấy bóng là gì bóng xoay theo chiều nào khi ánh sáng đổ chiều này chiều nọ chiều kia thì ánh sáng uh, thì bóng đi theo chiều nào vân vân thì đấy là những cái kiến thức về value thì ít nhất em cần hai thứ đấy ít nhất em cần hai thứ đấy để cái value của em nó có thể tốt hơn ít nhất là cần hai thứ đấy tip pick saturation thì anh chả có cái tip thì anh không có tip gì về saturation nhé em nha nó không có một cái tip gì cả tại vì sao saturation chỉ đơn giản là nó là độ tươi vậy bây giờ cái độ tươi của màu thì em thấy tươi quá thì em giảm bớt đi mà em thấy Uh, gọi là chưa đủ tươi thì em tăng tươi lên nhưng bây giờ pick cái gì nó chả có gì cả pick cả. em thích cái pick thực sự hồn nhiên được đã nói là người ta không màu nó không có màu xấu yeah, nó không có màu xấu nó cũng chả có màu bật nó cũng chả có gì cả nó nó chỉ đơn giản nó là cái màu thôi chủ yếu là khi nó kết hợp với nhau thì nó mới trở thành xấu hay là đẹp thì cái đấy nó là em sẽ phải tìm hiểu về nhiệt độ màu em sẽ phải tìm hiểu về độ tươi của màu em sẽ phải tìm hiểu về đậm nhạt của màu thì khi em hiểu những thứ đấy thường bản chất em khi em vẽ màu nó cũng chả có cái tip hay chả có cái chích gì cả nha cứ thế vẽ thôi tức là hiểu rõ cái gốc của nó là ok à event halloween chú thấy team tập vẽ máy có quá mạnh so với mọi người không thì anh không quan tâm lắm nha, anh không quan tâm lắm tại vì anh thấy như này này, bản thân đấy thì uh, một cái event khi mà tạo ra ấy nó chỉ có một cái mục đích, đấy là gì? Uh, uh, để cho mọi người uh, tham gia uh, vui vẻ. Ở bên cạnh đó thì nó cũng có những thứ ví dụ như chẳng hạn như là rất đơn sơ như là uh, có một nhà tài trợ nào đấy thì có thể họ, họ họ dùng cái event đấy để họ quảng bá cho cái thứ mà họ cần quảng bá thì anh chỉ quan tâm đến mấy thứ đấy thôi còn cái việc mà mạnh hay yếu thì đây là việc của người chơi tham gia nhé thực sự thì lúc nào chả có người vẽ đẹp à, lúc nào chẳng người vẽ đẹp và rất 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 nhiều người như vậy đừng chia tim thế làm gì cả vì anh cũng không quan tâm đến cái tim nào cả em nhớ rõ anh không quan tâm đến tim nào cả và chắc gì tim đấy nó đã được giải hay thậm chí đến anh bây giờ anh có vẽ một cái tranh để anh tham gia cái event đấy thì mẹ có khi anh cũng trượt vãi cả đái luôn thì, thì liên quan gì bởi vì cái việc vốt đấy là của mọi người chơi đấy và họ thích ai đấy đấy là quyền của họ những cái mạnh yếu thì thì quan trọng thì chắc gì em vẽ ra một cái tranh đẹp thì mọi người đã thích bởi vì có thể cái nội dung đấy nó không hay nhưng có những cái tranh ở trình độ nó kém hơn nhưng nó lại rất thú vị về mặt ý tưởng hoặc một cái gì đấy làm cho người ta cảm thấy rất ấn tượng chứ nó cũng chưa cần thiết phải là, ừ, phải, là phải là phải vẽ đẹp phải là vẽ hoàn chỉnh này nó kia thì mạnh yếu có tác dụng gì à mạnh yếu thì có tác dụng gì chả có tác dụng mẹ gì Hello, Hải Duy Phạm. Em vẽ tay được một thời gian, giờ định qua vẽ máy, em có nên mua bảng vẽ có màn hình không ạ? À, vì giá hương cam vắt khá ổn, em mua không màn hình cho tiết kiệm ạ. À? Thì ra mua không màn hình không phải là tiết kiệm hay không tiết kiệm nha. Đương nhiên là nó rẻ hơn, nhưng cái yếu tố về mặt tiết kiệm ấy, nó là phụ thôi. Mà cái yếu tố chính ấy, đấy là cái việc vẽ trên một cái bảng vẽ màn hình hay vẽ trên một cái bảng vẽ bình thường thì đối với anh là nó giống nhau. Nếu em là một người chưa bao giờ tập làm quen với việc vẽ trên một cái bảng vẽ bình thường, đương nhiên điều đấy nó sẽ gây khó khăn với em rất nhiều bởi vì tay em vẽ một nơi và mắt em nhìn một nẻo. Đấy, thì người ta hay hướng tới với việc là sẽ mua một cái bảng màn hình bởi vì mình sẽ vẽ trực tiếp trên cái bảng là màn hình đấy và nó sẽ dễ quản lý hơn, dễ nhìn hơn. Thì nếu em rơi vào trường hợp đấy, tức là trường hợp là em không thể quen hoặc không có nhu cầu muốn quen với việc vẽ ở bảng thường vẽ một uh, vẽ tay ở một nơi và nhìn ở một nẻo thì mua bảng vẽ màn hình ok đấy còn nếu em đã thực sự quen với cái việc mà vẽ ở trên bảng bình thường thì thực tế thì đối với anh bảng màn hình nó không có giá trị gì nhiều nha thậm chí rằng là nó có một số thứ nó gây cản trở rất khó chịu ví dụ như là để có chất lượng hiển thị tốt cần mua một bảng hình uh, bảng màn hình với giá tiền cực kỳ cao em mới có cái chất lượng hiển thị đấy. đấy thì đấy là điều cực kỳ hạn chế của cái bảng màn hình tức là sẽ phải bỏ rất nhiều tiền để có được cái hiệu quả đấy thì uh, đương nhiên là em mới tập vẽ thôi anh khuyên em như này này uh, nếu thích mua bảng màn hình em cứ mua nha em cứ mua Uh, nhưng chắc chắn là dùng bảng màn hình không phải là thứ để giúp cho mình vẽ đẹp hơn đâu Nên Nó cũng bình thường thôi đấy. Thì chỉ đơn giản là thói quen thôi Em cảm thấy uh, em không thể quen được với bảng bình thường Ừ ok, cứ mua bảng màn hình và vẽ Tất cả chỉ là công cụ nhé. Nhớ rõ nhé, tất cả chỉ là công cụ Em vẽ tay có thể em cũng biết đấy Rằng là uh, vẽ bút chì Có những cái bút chì rất đắt nó có thể đến mấy chục nghìn hoặc thậm chí một hai trăm nghìn một cái bút chì và cũng có những cái bút chì rất rẻ nó chỉ có hai ba nghìn một cái thôi nhưng mà với những cái bút chì rất rẻ đấy đưa vào tay những người trình độ cao họ vẽ vẫn đẹp và nếu mình là người vẽ xấu thì em có cầm cái bút chì trăm triệu đi nữa thì em vẽ nó vẫn xấu rồi à nó không thể đẹp hơn nên xét cho cùng cái nó vẫn chỉ là công cụ mà thôi thì máy nó vẫn chỉ là công cụ thôi nhưng không không có gì hot cả không có gì hot cả phím tắt để chỉnh gradient là gì anh anh không biết ở đây muốn nói đến cái gradient nào thì nếu là cái gradient ở, là cái phím g để mà đổ màu ấy thì 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 đơn giản rằng là bấm shift g thôi thì thì nó sẽ đổ thì nó sẽ đổi sang cái gradient đấy nếu là ở bên này nhé yeah. anh làm ra ba cái layer như là bốn sao bốn về em thấy người ta làm vậy mà không biết kỹ về mấy cái này. Thực ra thì cái đấy nó không quan trọng đâu, đâu. chỉ là gộp layer lại thôi. Thì em bấm là ctrl an ship e nó sẽ gộp tất cả layer lại thành một layer mới thế thôi. nằm ở phía trên thôi, nó không có gì. nếu em muốn tách một cái layer ra thì em chỉ đơn giản là khoanh vùng nó nó lại xong bấm là ctrl z đấy thì thì em sẽ đúp được cái layer đấy ra nếu em muốn tách hẳn nó ra thì em bấm là ctrl shift z thì phải Em em chào anh, em theo dõi anh rất lâu rồi mà giờ mới dám comment. Em hâm mộ anh lắm. Tranh anh đẹp quá, coi hoài không chán luôn. Anh có thể cho em xin cái cạc 10k được không? Um, em hâm mộ anh đúng không? Em theo dõi anh từ lâu rồi mà bây giờ mới dám comment đúng không? Thế anh xin năm bao nhiêu Biết đâu. Là tên của anh là gì? Anh có mấy lớp học? Trả lời đi. Ờ. Hả? Trong nhiều video speed pain, em thấy giai đoạn đổ bóng và ánh sáng người ta tách ra một layer riêng để lỡ khách có thay đổi gì thì ít đỡ mệt. Đúng, đúng, tức là em có quyền làm vậy nha. Tức là em có quyền là vậy. Em có thể chia layer theo ý em muốn, không sao cả. Và uh, sau này để mà uh, gọi là sau này, sau này để mà sửa chữa thì đương nhiên về việc tách layer thì nó sẽ tiện hơn nhiều, yeah. Yeah. nên là nên là cũng cứ học cách để mà chia layer cho nó cụ thể ra yeah, là ok, anh cũng chia như vậy chứ không phải chỉ một mình em. À, bản thân ở trong cái job này thì phải chia khá nhiều bởi vì thực ra thì sau đấy thì họ có làm animation tức là họ sẽ làm một cái cảnh quay mà ý là nó sẽ hơi hơi xoay góc một chút rồi các cái nền như các thứ nó nó hơi đung đưa một chút kiểu kiểu đấy hay là cây cối thậm chí nó đung đưa thì thì anh sẽ phải tách tất cả những cái này ở, ở trong này ra luôn ấy. chứ nó không hẳn là, là là chỉ riêng cái gì riêng cái gì không mà anh sẽ tách khá nhiều thứ nha 2 k 3 ở <laughs> anh cho em hỏi em thấy có một số họa sĩ sử dụng pen màu trực tiếp mà không cần lên đen trắng và một số pen từ đen trắng thì cách nào hiệu quả hơn thì anh thấy rằng là mỗi cách nó đều có một cái hiệu quả riêng của nó à, ví dụ như nếu em vẽ từ đen trắng lên thì đương nhiên là cái cách mà em quản lý đậm nhạt nó sẽ tốt hơn tức là em sẽ Uh, quan tâm được nhiều hơn Về hướng ánh sáng Về những cái đậm nhạt tổng thể này nọ kia Đấy là điều rõ ràng Nhưng mà nó cũng sẽ có điểm yếu của nó Rằng là khi mà mình lên từ đen trắng ấy Mà nếu không may Mình lên quá kỹ cho nó Thì cái việc mình lên màu cho nó về sau Thì thường những cái màu nó sẽ khó quện vào nhau hơn Tức là em sẽ buộc Phải overpaint nó Vẽ đè lên nhiều lần nữa Để để tất cả những cái mảng màu của mình Nó được tốt nhất có thể uh, đương nhiên có thể dùng công cụ để hỗ trợ cho cái việc đấy, à, đương nhiên có thể dùng công cụ để hỗ trợ cho việc rằng là mình sẽ khắc phục được các cái điểm yếu đấy, chẳng hạn như khi việc em chia layer ra cái cụ thể thì việc em đổ màu nó sẽ đỡ bị lem nhem hơn chẳng hạn như thế đấy, đấy. À, hay là như, như kiểu là sẽ có một vài cách đổ màu lên từ đen trắng bằng công cụ mà sẽ có thể khắc phục được về cái việc rằng là À, nó sẽ hạn chế trong việc là sẽ bị thay đổi đậm nhạt Dù mình đã vẽ cho đến rất kỹ rồi kiểu kiểu như thế Thì nói chung là à, Đối với anh thì cái việc lên màu từ đen trắng hay việc lên màu từ đầu ấy Nếu mình hiểu rõ công cụ thì nó cũng đi nhau cả thôi Còn nếu em lên màu từ đầu Thì thì đương nhiên em quản lý gọi là đen trắng nó sẽ bị khó hơn Nhưng mà vẫn có cách để mình chuyển cái tranh đấy về đen trắng Để mình kiểm tra nó À, xem là đậm nhạt nó như nào thì thì xét cho cùng thì nó, nó thường thì người tập vẽ người ta băn khoăn về điều đấy rất nhiều và họ nghĩ rằng đấy chính là cái co để mà mình trở thành một chúa tể trong làng đi ghi tổ mày chết con mẹ mày rồi tao học được skin lên màu từ đen trắng mà chúng mày chết chúng mày thực sự chết rồi vì sau lần này tao thực sự với chúng mày luôn là level của tao nó 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 thành chúa tể khác rồi tao khác tao khác lắm rồi nhưng mà không phải đâu không phải đâu không phải đâu yeah. à, người ta kiểu hay có kiểu rằng là khi mà họ có cái này họ nhìn thấy người khác mà người khác có cái khác ấy, thì họ thấy rằng là cái của mình nó không bằng cái của người ta Tức là... À, ngày xưa anh dạy học ấy... Khi anh dạy học viên... Nó lên màu từ đen trắng... Thì học viên nó bảo là... Anh ơi... Lên màu từ đen trắng thế này... Thì em thấy là nó cũng kinh đấy... Nhưng mà... Người ta lên màu... Từ đầu cơ... Như thế nó mới pro... Chứ anh dạy như này... Thì em thấy nó cũng thường thôi... Thế anh có dạy được lên màu từ... Từ đầu không? Chứ như này thì em cảm thấy em không an tâm... Với việc lên màu của em... Ừ ok... Anh anh rút kinh nghiệm anh rút kinh nghiệm rất nhiều về việc đấy và đến khóa sau thì anh dạy lên màu từ đầu và đừng vẽ lên màu từ đen trắng nữa bởi vì những người mà học lên màu từ đen trắng hình như có vẻ họ thích lên màu từ đầu cơ đến lúc mà dạy lên màu từ đen trắng thì lại anh ơi lên màu từ đầu này á à, em thấy nó không pro đâu các pro artist ấy, người ta toàn lên màu từ đen trắng cơ chứ nếu mà anh vẽ như này thì em lại thấy nó không vào việc lên màu từ đầu này ai chẳng biết hả à anh Nó đơn giản mà có gì đâu Lên màu từ đen trắng Mới là đỉnh cao anh nhá thì Nói chung là anh không muốn học anh Bởi vì anh dạy như này Thì nó Sorry yeah, Em cần cái kia cơ Thế xong về sau thì Anh lại cũng rút kinh nghiệm Thì anh Lại quay lại Lên màu từ đen trắng Thế đấy nó vẫn thế thế à thì học viên nó lại hỏi là thế lên màu từ đầu thì sao hả anh thì anh thấy cuối cùng là anh tổng kết lại rằng là qua rất nhiều năm anh làm tất cả các kiểu rồi thì anh thấy rằng kiểu nào nó cũng được và kiểu nào nó cũng ok không vấn đề gì cả cái vấn đề rằng bọn em đã dùng đậm nhạt nó như thế nào bọn em dùng màu nó ra làm sao và cái hiệu quả cuối cùng của cái bức tranh đấy mà bọn em đạt được nó là như thế nào Mỗi cái nó đều có thế mạnh và nó đều có điểm yếu của nó Vậy bọn em có thể dùng bất kỳ cách nào hãy khắc phục điểm yếu và nâng cao thế mạnh của nó lên Và ngược lại cũng vậy Thế bây giờ <laughs> Người có cái này thì thích có cái kia cơ và uh, mình không có xe máy và cũng um, phải có một con xe máy nó mới là cháy khi có xe máy rồi phải có SH cơ thì nó mới là đỉnh người có SH rồi lại bảo Kh không SH nó cũng bình thường thôi bạn ạ à. thực ra bạn chỉ cần có một con quay thôi Một con quay thật cháy là ok rồi cuộc đời mà cuộc sống mà cuộc sống mà lên màu từ đầu và lên màu Anh là Phạm Nhật Vương, sinh năm 96, chuyển từ Đại học Cơ khí sang làm IT. Ừ, đúng. Thực ra anh tên là Vượng nhưng không phải là Vương nha. Anh có thể nói về công việc trong công ty của một artist được không? Công việc trong công ty của một artist thì nó tùy nha, nó tùy từng dạng công ty. À, có những cái công ty thì cái công việc đấy nó rất nhẹ nhàng nhưng có những cái công ty thì cái công việc đấy nó như một dạng như là em gần như là em làm tất cả mọi thứ vậy à, ví dụ như giả sử như công ty nước ngoài đi họ có một cái quy trình làm việc chuyên nghiệp họ có một cái quy trình làm việc chuyên nghiệp vậy họ sẽ chia nhỏ những thành phần à, thì thực ra cái việc em nói artit nó rất chung chung bởi vì ở bên tây ấy, người ta chia rất nhỏ ra ví dụ như là nó sẽ có rằng là hai deiatit ba 2 hai deiatit họ còn chia nhỏ ra nữa thành rất nhiều dạng thành phần nữa có họa sĩ minh họa có họa sĩ concept thậm chí ở trong concept Artist họ còn chia nhỏ ra nữa rằng à có thằng này làm concept về chỉ background thôi chỉ phong cảnh thôi chỉ gọi là cảnh quan thôi thằng kia làm là concept chỉ về nhân vật thôi thằng chỉ làm về quái vật thôi thì như em thấy đấy là cái câu mà công việc trong một công ty của một artist thì như em thấy chỉ riêng với cái từ artist thôi ấy, là nó đã có vãi cả đái dòng rồi để nó chia tách ra rồi đấy thì đấy là tây đấy là tây nha và nó chia dòng ra như vậy nhưng mà ở việt nam thì sao ở việt nam với những công ty lớn có thể sẽ có cái chia dòng giống như vậy và khi họ nói về một cái chức danh nào đấy thì rõ ràng là em chỉ làm đúng công việc đấy thôi. Chứ em không cần phải làm là việc khác cả. Yeah. Tức là em sẽ không cần phải làm về uh, gọi là vừa việc này vừa việc kia vân 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 thì em không cần làm như thế. Nhưng Đấy là lý thuyết. Còn ở thực tế ở các công ty Việt Nam ấy khi em nói rằng là 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 các công việc gì dành cho một artist thì anh sẽ nói rằng nó là tất cả mọi thứ nha. Yeah. Nếu là công ty bé ví dụ như uh, em, sẽ, em, là, uh, yeah. em sẽ hóa thành gọi là gọi là bunny man nha, em sẽ hóa anh bunny man tức là uh, em làm concept, em làm minh họa, em uh, làm banner, em làm icon, em vẽ uh, ai game, em uh, làm animation, em uh, các kiểu em làm đủ thứ và lương em vẫn thế đấy đấy là khái niệm của các công ty nhỏ ở việt nam nha làm artist ở việt nam cho các công ty nhỏ thì cái khái niệm nó sẽ là như vậy em làm cái này em làm cái kia em làm tất cả sếp không làm gì đấy kiểu 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 như thế thì đấy là việt nam nha nói thế cho dễ hiểu Đang chờ năm sau học một khóa bên anh Hôm bữa hết slot nhanh quá Ừ Có lẽ là Có lẽ là bây giờ nó cũng sẽ Cứ hết nhanh vậy đó Anh không biết là sau này như nào Anh cho em hỏi bây giờ Không có kinh nghiệm gì Nhưng xin vào thực tập một công ty Thì có khả quan không ạ à? Rất là khả quan em nhé Rất là khả quan Bởi vì Sẽ có những cái công ty Người ta Vẫn nhận thực tập như bình thường Uh, nên là <laughs> nên là em hãy đi tìm đến những công ty đấy em hãy đi tìm đến những công ty đấy uh, để 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 xin thực tập nó rất bình thường nó vẫn hoạt động như vậy à nó vẫn hoạt động như vậy à nên là nên là nó rất là khả quan nhé yeah. chủ yếu là em uh, sau khi thực tập xong thì em có đủ khả năng để em đứng lại ở cái công ty đấy không thế này nó ok thì cái đấy thì là do em rồi thì những những cái công ty mà cho thực tập bây giờ nhiều lắm à, tìm ra thôi em toàn thấy các master vẽ nát grayscale trong mấy ô nhỏ nhỏ rồi mới lên màu Này thực sự ừ cũng, cũng là một cách em nha tốt cho họ thôi tốt cho các master nha tốt cho các master vẽ nát grayscale Đấy, thì em cũng có thể làm vậy chúc em vui nha ừ. nói chung là không quan trọng lắm nha. bọn em thích vẽ lên màu từ đầu hay lên màu từ đen trắng thì như đói thôi đó là công cụ thôi thậm chí là bọn em có thể vẽ đến mức mà mẹ em trông nó cực kỳ khốn nạn trong tranh nó bẩn thỉu nó nhoe nhoét những cái chính là về sau bọn em refine nó như nào bọn em render nó ra làm sao cái sản phẩm hoàn thiện của bạn nó như thế nào mới là quan trọng Nhưng còn lúc đầu người ta có thể làm cực kỳ nhiều trò để dọa mấy cu cháu phải ra dọa mấy cu cháu mấy cu cháu mà khi mới tập vẽ ui, nhìn mấy thằng mà tự nhiên nó vừa vào vẫn là nó phát ra một con hình mà xấu vãi đái nhưng không hiểu tại sao đến final hình nó lại đẹp như thế đấy. vẽ hình que các thứ trông rất láo toét nhưng về sau hình lại rất đẹp Tất cả những thứ đấy là những chiêu trò mà gọi là funny cho vui thôi nhưng mà bọn em sẽ rất sợ bởi những thứ đấy nó lại thế cơ nhá nó lại, lại thế cơ kiểu nếu mà không múa nếu mà diễn ảo thuật đấy hay là làm những cái bộ môn võ ấy mà khi đi diễn ra cho công chúng xem ấy nếu mà không múa thì những người xem họ không nể nhưng thực ra ở trong nghề ấy, thì họ hiểu rằng là những cái múa may làm trò đấy nó khá đơn giản nó khá đơn giản và để cho vui thôi nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả với với những người xem nó mang tính giải trí cao thôi à, nhớ rõ nhá nó những thứ múa may đấy nó chỉ mang tính giải trí cao thôi còn những cái giá trị cốt lõi của nó thì thì nó vẫn vậy không có gì mới cả ai cũng sẽ phải làm đúng từng thứ đấy thôi đúng rồi không múa thì đời không nể. đúng chính xác phải múa cơ phải múa nó mới kinh anh à, nên là hai thằng thợ cắt tóc thực tế thì về cái hiệu quả cắt về sau khi mà cắt xong cái đầu đấy nó là như nhau nhưng mà ở trong hai thợ đấy thì có một thằng nó cắt rất bình thường nó không hề xoay kéo nhưng có một thằng u mà nó xoay ơi là xoay mà nó toàn cắt vào hư không là nhiều à chứ nó có cắt tóc mình mấy đâu nhưng nó ui nó kiểu múa kéo xong các thứ nó nó bấm bên này nó bấm bấm bên kia nó giật bên nọ các thứ rồi các kiểu nhưng thực ra thì cũng là cắt tóc thôi nhé yeah. thì không thì cái đấy nó mang tính giải trí Tức là nó sẽ có hiệu quả để thu hút người xem Nhưng đấy không phải là giá trị cốt lõi Ở đây ý anh muốn nói đến là Khi người xem ấy, những người tập ở trong nghề Những người mới tập ấy Thì họ lại bị ảnh hưởng bởi những thứ múa may đấy quá nhiều Tức là Tức là họ lại thấy rằng cái việc mà múa may đấy mới là co Mới là co Của vấn đề vậy, Ông Ông David múa thì thực sự thì ông cắt tóc làm con mẹ thì ông phải múa vì cái anh kia ấy anh ấy múa như thế anh ấy mới là pro nha. Yeah. Còn cái anh mà cắt mà theo kiểu mà đéo múa tí nào anh ấy là gà non. Yeah, non 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 cắt tóc mà không múa thì thì ai mà cắt đấy. thì mình học theo thì mình lại cũng phải múa nhưng <laughs> tức là anh muốn nói về điều đấy đấy về cái điều rằng cái đấy không phải giá trị cốt lõi. Của cái nghề mà mình đang học Mà những cái người mà họ đang tập ấy Thì họ lại coi nó như một giá trị cốt lõi Thế nó mới gọi là ngược đời Nha Thì bọn em là những người tập luyện ấy Bọn em sẽ bị rơi vào tình trạng đấy Tức là bọn em tưởng nó rằng đấy là giá trị cốt lõi đấy. Nên bọn em mới bị đi đường vòng Bọn em tập múa mất mẹ mấy năm cho cái cắt tóc nó cũng thế à rồi bọn em cứ thử mà đến già ấy, đến đến một tầm tuổi đứng tuổi lên thì bọn em sẽ thấy uhm, vậy là đi xem mấy thằng đấy nó múa nếu em là một thợ chuyên nghiệp là một người pro và em nhìn mấy thằng đấy nó múa mà, thì sẽ thấy uhm, kinh đấy uhm, được bạn ơi được nhưng mà nó cũng chỉ đến thế thôi à có cái <laughs> giá trị gì đâu <laughs> có nhất thiết phải hiểu rõ về cách phối màu và có phải tranh nào cũng cần áp dụng phối màu vào tranh thì mới đẹp và hài hòa không không đúng không đúng à, không nhất thiết phải hiểu rõ về cách phối màu bởi vì em có thể vẽ bất kỳ màu gì em muốn thậm chí ở ngoài cái cuộc sống này em cũng sẽ thấy rằng người ta có quyền mặc bất kỳ màu gì họ thích họ có quyền sơn nhà bất kỳ màu gì họ muốn đấy và họ có quyền như thế và em có thể vẽ những thứ như thế vào trong tranh và nó vẫn sẽ đẹp chứ không nhất thiết phải là theo một bảng phối màu nào cả yeah. em cứ suy ra thực tế mà xem thế. thế bây giờ em là phối màu ở ờ, bây giờ em xác định rằng cái tranh của em là em sẽ dùng một cái tông gọi là bổ túc đi ờ, xanh blue vàng chẳng hạn ví dụ thế là xanh blue và vàng nhưng mà đi mẹ mày... ở trong tranh của em thì tự nhiên giả sử như thế giả sử ngoài cuộc sống nó cũng có cái tông như thế nhưng mà tự nhiên có một thằng nó xuất hiện nó mặc áo đỏ được không được nó có quyền mặc áo đỏ đấy là việc của nó cấm nó mặc áo đỏ à Bảo không mày mày không được bước qua con đường này đây là tao nói rõ cho mày nghe nhé bởi vì con đường này là xanh blue và vàng tao cấm mày đi vào đấy Ê chẳng lẽ thế sao? À, sao tự nhiên con thằng áo tím mày sẽ bị bắt bởi vì ở trong này chỉ có màu xanh và màu vàng thôi. Xin lỗi mày. Ừ, thế à? Thế sao? Tức là vẽ tranh mà phải khổ thế sao? Không có. Yeah. Màu hay không mình thích cho vào như nào, Đấy là quyền của mình chứ. À, nó đẹp hay không là do em điều khiển chứ. người mới tập người ta hay uh, tức là người ta hay theo kiểu đóng gạch ấy, đóng gạch tức là sao tức là à đây là phối màu. À tức là chỉ được dùng từng này á, à, đây là nhạt ư ừ, nó chỉ được dùng từ này. tầm kia này nó cái okay. không không có. Khi người ta học đủ nhiều, khi người ta luyện đủ nhiều ấy và khi người ta ở trình độ càng cao ấy, thì họ càng hướng tới những thứ đơn giản nhất có thể và những thứ mà theo kiểu mà nó 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 đại khái là nó thoải mái nhất có thể, nó bớt gò bó nhất có thể, chứ nó không phải là giống như em đang tưởng tượng đâu. phải áp cái này phải áp cái kia. Vào. Anh ơi, tập về máy tim đang ngồi cà phê gần nhà anh, ấy. bây giờ anh đang live stream thì anh không có cách nào để để, để ra đấy cả nha, Nên phải chịu thôi. Ở bên đang live stream mà chẳng lẽ tắt đi để ra đấy ngồi sao rất khó thì thôi anh em cứ ngồi nha đi sửa máy in anh ở ờ, đi sửa máy in. Ý em muốn nói artist này là làm trong công ty có những công việc gì có cả đi sửa máy in thì ừ, cũng có thể ý là công ty nhỏ artist phải biết tất cả phần mềm adobe kiêm luôn làm designer lương 8 triệu một tháng thực ra thì nó cũng không đến mức như thế nhưng đại khái là ở trong những cái công ty bé thì sẽ phải làm nhiều việc cùng lúc thôi chứ còn tại vì họ sẽ hạn chế việc là um, bỏ nhiều tiền ra để thuê nhiều người họ có thể không vận hành được nên là họ sẽ dùng ít người có thể nhưng làm được nhiều việc nhất có thể thực ra đấy là một sự sai lầm đấy là một sự sai lầm trong trong, trong cái cách vận hành ừ, mà đối với anh rằng là nó sẽ gây ra những cái thứ mà đại khái là theo kiểu nó 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 mệt mỏi cho chính cái thằng nhân viên đấy. trong khi bản chất thì nên chia ra tại vì mỗi người họ cũng chỉ có một cái thế mạnh thôi đấy. Nên mình không cần phải ôm đồm như vậy thì mình nên đầu tư thêm chút bỏ thêm nhiều tiền một chút để thuê thêm nhiều những cái bộ phận Những cái chức danh khác nữa Để nó có thể hỗ trợ được Nhưng bây giờ tự nhiên mấy cái một thằng nó kiêm đủ thứ thế. thế đến lúc nó nghỉ Tức là giống như em đang đặt Hoàn toàn kỳ vọng vào chỉ một thằng thôi thế Thằng đấy nó là thằng làm tốt chẳng hạn Ok đồng ý Nhưng đến lúc nó nghỉ tìm những thằng như thế có phải là quá khó không Quá vất vả thì Thì, thì đổ hết vào một thằng Nó không phải là cách hay đâu Em mới tập vẽ Anh cho phần trung gian giữa sáng và tối của vật thể Phải tập vẽ như nào để nó không Có bị hiện ranh giới phân chia Thì người ta gọi đấy là blend nha em nha Một chút đi thôi nha Thì người ta gọi đấy là blend Thì cái khái niệm blend đấy Nó chỉ đơn giản rằng là em lên youtube Em tìm là how to là blend chẳng hạn Photoshop chẳng hạn kiểu kiểu như thế Kiểu kiểu như vậy Digital painting Cái gì đấy Kiểu kiểu Blend digital painting Kiểu kiểu Đấy Những cái từ khóa dạng dạ như vậy Thì người ta sẽ dạy cho em Về việc là làm sao Để các cái mảng đấy Nó sẽ không hiện rõ Cái ranh giới đấy nhá. Đấy là một kỹ năng cực kỳ cơ bản Của người tập vẽ Thực ra vẽ máy hay vẽ tay Thì nó cũng vẫn là như vậy thôi Nó vẫn cần đến cái kỹ năng đấy Đấy em không biết cái saturation chắc là saturation về các thời điểm trong ngày hay mùa xa gần thì học từ đâu anh anh biết kênh nào hay giới thiệu cho em thực ra thì à, em có thể tìm đến uh, một người tên là uh, macro busi hình như là tên như vậy Yeah. Macro busi À không phải macro à, Gọi là Marco thì đúng hơn Marco Đọc như thế nhé Để cho em dễ hiểu nhé Em lên em tìm một thằng tên là Marco Cách uh, Busi À không Đọc busi thì có thể vẫn chỉ hiểu Ma Marco Bukerki <laughs> là đọc thế đi Marco Bukerki nha Để em lên em tìm một thằng như thế nha và em uh, xem thì người ta sẽ nói khá nhiều về màu sắc cho em Đấy, Đó là vào việc nha vào việc vào việc Marco Bukerki Yeah, Marco Bukki em nha Con đường làm um, Là Sau này anh có dự định phát triển Tại vì máy tim thành một studio nhỏ không Thì anh không Không nha em nha Tại vì anh không có nhu cầu làm studio Cũng như là làm công ty Bởi vì như anh nói rồi Anh khá ngại sự cam kết yeah khá ngại sự cam kết nên là người ta đang làm người ta lại nghỉ người ta bảo thôi giờ này em về nhà em không em không muốn làm trong studio lắm rồi em bận việc này em bận việc kia mà lúc đấy việc nó đang chạy mà lại nghỉ thì nhiều khi mệt mỏi lắm rồi lại phải đi tìm người khác này nọ kia thì nói chung đối với anh là anh không thích làm như vậy anh chỉ đơn giản rằng là anh chơi solo đấy và anh có job anh đưa cho người khác người khác đồng ý làm thì làm không làm thì nách tìm người mới hết Đấy. và không có một cái sự cam kết nào đương nhiên là studio kiếm được nhiều tiền hơn nhé rất nhiều tiền bởi vì anh sẽ trả cho bọn em một mức lương cố định Đấy, theo thỏa thuận và bọn em có thể làm ra nhiều tiền hơn cho anh rất nhiều Đấy, vẫn với chỉ với cái mức lương cố định đấy thôi, đương nhiên là nó có hiệu quả tốt hơn nhưng mà anh thì không thích điều này lắm. Làm sao từ whip thành final được hả anh? Một bạn giấu tên nhờ em hỏi từ whip mà thành final thì chỉ có vẽ thôi chứ làm sao bây giờ? Em cần có một cái quy trình đàng hoàng cho từng bước cụ thể rằng là uh, whip là như nào, làm đến final thì như nào bạn ấy là bạn là có vẻ là cái bạn mà chúa tể whip không bạn ấy bạn không bao giờ có thể làm được final trừ khi bạn bắt đầu cố gắng để làm final cho từng cái tức là tại vì final thì bản chất nó cũng phải học chứ không phải là 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 mình cứ phát ra vậy xong mình vứt ở đấy thì ở đây nó có cái trường hợp mà nó có thể xảy ra đối với bạn ấy bạn bạn Đức hay là bạn <laughs> hình như là như thế thì tức là là có thể là 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 em cảm thấy không hài lòng với cái phát thảo của em đương nhiên đồng ý à, whip là gì ấy? thì em nên google chính cái câu đấy của em viết là y hệt nhé whip là gì đấy thì em nên tìm đúng cái câu đấy thì người ta sẽ nói cho em rất cụ thể là work in uh, progress chẳng hạn đấy thì em có thể tìm đúng cái từ đấy tức là những cái mà công việc mà nó đang uh, gọi là, uh, là còn làm tiếp đấy kiểu kiểu như thế thì nó gọi là whip chứ nó không phải là một cái final nên tìm đúng như vậy ok À, đang nói về cái bạn kia thì có thể em không hài lòng với những cái phát thảo của em nên em dừng ở đấy và em tìm kiếm đến những cái phát thảo mới <laughs> nhưng mà em nhớ rõ nha em nhớ rõ là để một cái tranh để có thể thành final ấy là cái phần từ phát thảo cho đến final ấy là em phải học nha tức là em sẽ phải vẽ em sẽ phải có kinh nghiệm cho từng phần xử lý đấy rồi về sau em mới biết rằng hoàn thiện một cái tranh là như thế nào và em phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần nhiều lần đấy nhiều lần đấy final hết cái tranh này đến cái tranh kia em mới có kinh nghiệm để mà em final tranh còn nếu em chỉ phát thảo không và em vẫn không hài lòng với nó thì tại sao không thử rằng là ờ à, ừ, mình vẫn chưa hài lòng với nó nhưng mình sẽ cải thiện nó ở phần final thì sao à, sao mình không thử như vậy xem thì đây ở đây đôi khi là em thính ngại luôn đấy, đôi khi em thính ngại việc là làm final như thế nào, mình, mình còn đéo biết nữa, đấy kiểu kiểu như thế, nên là thôi mình đéo làm lại, làm cái mới, vì đằng nào thì bây giờ cái phát thảo của mình nó cũng nó nó cũng chưa ra gì của mình đéo thích, nên là bây giờ làm final nó mình mình đéo khoái, thì không nên như vậy thì không nên như vậy, như đã nói thì final vẫn phải học, yeah, final vẫn phải học nên hãy cứ thử final một hai lần đi, đương nhiên em sẽ bất lực. Nhưng đương nhiên sẽ bất lực Hãy quay lại việc xem cái quy trình làm việc của mình rằng Làm sao để final được một cái đã Đấy Và khi mình final được một cái rồi Nào Cái quy trình vừa rồi mình đã làm là như thế nào Hãy làm lần thứ hai Rồi làm lần thứ ba Rồi làm lần thứ tư Ở trong phần final mình sẽ cải thiện cái sketch của mình Chứ không phải cái sketch của mình nó không tốt Thì mình sẽ không làm nó nữa Đấy yeah. đấy là cách để một cái whip thành final nó là như vậy. Những lúc mà anh không thể vẽ và cũng không thể đặt bút vẽ được thì anh làm sao để có tinh thần? Anh không bao giờ có lúc nào như vậy cả, bởi vì anh không thể vẽ nó nó, nó 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 nghe nó vô lý vãi đái, nó không thể như thế với. Tức là khi em làm job ấy nó không bao giờ em được phép xảy ra tình trạng đấy. Vì em xảy ra tình trạng đấy Là em đang không kiếm được tiền Và em bị chậm deadline với khách Vân vân và vân vân Không bao giờ như thế cả ấy, Nhưng nó sẽ không bao giờ như thế cả Và có tinh thần hay là không có tinh thần ấy Thì nó bắt buộc Em vẫn phải làm việc Bởi vì đấy là cách hoạt động của người chuyên nghiệp Đến ngày em phải làm Không làm em chậm deadline Chậm deadline em mất job Mất job là không có tiền Không có tiền không có gì để sống nên là nên có lẽ là bọn em đang rơi vào cái giai đoạn như kiểu như cuộc đời này tại sao ngày hôm nay mình không có hứng nhỉ? Mình chưa cảm thấy hưng phấn, mình cần phải có một cái gì đấy, mình cần phải có một cái động lực nào đấy, mình cần phải có một cái gì đấy để mình hưng phấn hơn để mình cảm thấy nó nó đã hơn khi mình đặt bút vào nó thế này thôi kia hay là mình hút một điếu cần đi hay là mình thế này nó cái không có đâu. Không có đâu, người chuyên nghiệp người ta không làm như vậy em à người ta phải vẽ bất kỳ lúc nào yeah, bất kỳ lúc nào mọi lúc mọi nơi họ đều có thể đặt bút vào là họ làm việc cái thứ đấy nó có được bởi vì họ làm việc khoa học bởi vì họ biết rằng là mỗi bước họ cần làm gì họ làm như họ xây một cái nhà vậy họ làm như họ đang đan một cái rổ vậy bước nào trước bước nào sau Chứ ở đâu ra mà tự nhiên Hôm nay mình không có tinh thần Thôi mình không vẽ đâu nhá Sorry bạn khách Ngày mai nhá Ngày mình mới vẽ nhá Mình chưa khởi động được bản thân của mình Ngày mai mình mới khởi động được cơ Nên mình không vẽ đâu Xin lỗi cuộc đời đi nhá Khi nào mình khởi động được thì mình mới vẽ nhớ Không có <laughs> Người chuyên nghiệp chả ai làm thế cả em ạ à. Mẹ làm thế chỉ có đi Làm thế chỉ có đi Gọi là Ăn mày thôi yeah. Nó không phải là áp lực Về cơm áo gạo, cơ gạo tiền Em nhớ nhé Nó không phải là áp lực Về điều đấy Mà người chuyên nghiệp Họ Sẽ làm việc được Bất kỳ lúc nào Bởi như đã nói rồi Họ làm việc khoa học Và Họ có quy trình đàng hoàng Chứ không phải áp lực Cơm áo gạo tiền Nó cũng không phải là như thế yeah. Nó cũng không phải là như thế Không phải là Bây giờ là mẹ nước đến chân rồi Vì Vì là áp lực Nên là Ừ, mình phải thế này mình phải thế kia cũng không, không phải như thế, yeah. nó cũng không có cái khởi động gì cả, nó không có cái khởi động, nó không có cái tinh thần thì nó chả có cái gì cả. mấy job freelance như này thường anh có làm hợp đồng không thì chắc chắn là job của công ty lớn thì phải có hợp đồng Nghe em nha còn job của những công ty nhỏ thì không có hợp đồng mình bắt nó đưa tiền trước job của công ty lớn thì nó sẽ có hợp đồng rất là bình thường nha rất là bình thường có hợp đồng làm sao để bản thân mình hết lóng ngóng vậy anh làm sao nó không phải là làm sao mà làm nhiều để bản thân mình hết lóng ngóng nha em nha. Nhớ rõ câu đấy chứ không phải là làm sao để bản thân mình hết lóng ngóng nhé. Mà làm nhiều để bản thân mình hết lóng ngóng. Đấy. Thì ra cái này nó là một cái nó đơn giản đến mức rằng là em có thể suy ra từ cuộc sống của em ấy. Em có nghĩ đến lần đầu tiên khi em nấu cơm không? Chẳng hạn như thế. Thì em có lóng ngóng không? Có chứ lòng ngóng vại đái, điều rất bình thường. Thế đến lần thứ hai thì nó có bớt lòng ngóng hơn là Có. Và khi em nấu quá nhiều rồi, thì em thậm chí còn là một nghệ sĩ mẹ luôn trong việc nấu cơm luôn. Thế là cái câu hỏi đấy về nó khá kỳ, nó khá kỳ bởi vì ai cũng biết rằng chỉ đơn giản rằng làm nhiều thì sẽ hết lòng ngóng trong tất cả mọi việc trên cái cuộc đời này, đấy, kể cả trong tình yêu. Việc em hôn một đứa nào đấy là lần đầu tiên của em Đương nhiên em phải lóng ngóng rồi Tức là trong đầu em sẽ có vô vàn suy nghĩ Hôn vào đâu vậy? Hôn vào mũi sao? Mồm mình có hôi hay không? Bây giờ anh nghĩ sẽ là người hôn trước hay là mình sẽ là người hôn trước đây? Khi hôn thì người mình sẽ đờ ra hay là hay là hay là tay mình sẽ ôm vào đầu anh ấy. mắt mình có nên mở ra không hay không mẹ không có quá nhiều thứ để mà lóng ngóng nhưng mà em cứ thử hôn đến chục lần hay hai chục lần đây. xem em có gọi là như một gọi là nghệ sĩ không à, trong việc hôn hít không à. à đúng không <laughs> <laughs> đúng không nó đúng là như vậy đây nó là như một nghệ sĩ ngay thì nên cái câu hỏi đấy nó khá là ngờ ngờ ngạch nha khá là ngờ ngạch chắc chắn rồi chắc chắn là nó sẽ như thế đấy <laughs> mọi thứ nó thật đơn giản đi nha yeah. Em cảm ơn anh. Tiện đây anh giới thiệu luôn về kênh dạy Value hay được không anh? Thì anh khuyên em như này này. Anh khuyên em như này này. Em nên tự tìm bởi vì ấy, nếu mà anh support cho em nó đến tận bẹn như vậy ấy, thì thì nó không hay, nó không hay nha. Quốc Dũng Trần nha. Tức là cái gì mà nó cứ vào đến tận bẹn ấy, thì nó đều không hay cả. Nên là về cơ bản ấy, thì là mình mình cũng nên tự tìm hiểu một cái gì đấy nữa. Tức là cái người mà khi người ta tập luyện ấy, cái khổ sở nhất của họ ấy, đấy là họ không biết cái đích mà họ tìm nó là gì. Thì anh là người đã nói cho em rằng em cần những thứ gì. Thì có lẽ như thế nó đã là đủ rồi. Yeah. Còn lại thì tại sao mình không để cái việc tìm kiếm nó là một phần của sự thú vị đi. Yeah một phần của nghiên cứu, một phần mà mình phải mất công sức để mình tìm ra nó, để mình hiểu nó. À. đây đây không phải là anh giấu nghề đâu, tại vì anh nói rõ cho em nghe luôn nhé. kể cả học viên của anh ấy, anh dạy mẹ em gọi là uh, liên tục, uh, anh uh, anh hướng dẫn cụ thể, anh nói bằng tiếng việt, thậm chí anh quay lại clip nhiều khi ấy, nó còn không hiểu nhiều khi nó còn chưa hiểu nhiều khi nó còn làm khác đi đấy, nhiều khi nó còn ngược đời đấy thì ở đây không phải là dấu nghề đâu đấy mà là vấn đề ở đây ấy, đấy là em nên tự tìm vì khi, khi em tìm được và em làm được nó đấy là thành quả của em và anh sẽ nói rằng anh không giúp em gì cả nhé. Yeah. như thế có phải hợp lý hơn không chứ bây giờ lại còn là kênh nào anh đọc sách nào dòng mấy trong bao nhiêu đọc đúng đoạn co thì thôi anh nói rõ luôn cho em nghe đi anh đọc ở đâu đấy là value là gì đâu anh nói thật kỹ đi à, tại vì em thực sự em nói với anh luôn nhé em không có thời gian để tìm nên thôi 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 anh nói rõ là anh học ở nguồn nào cho nó vuông cho nó nhanh nhé em là người bận rộn thì thôi 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 nhá yeah, thôi thôi cái gì nó cũng có giới hạn của nó khi mình đi quá cái giới hạn thì nó đều không vui cả anh thì vẫn đang vui đấy nhá yeah. à, nhưng mà anh nói cho em hiểu rồi cái gì nhỉ nên chọn retort hay on top dễ hơn anh là anh không hiểu là em đang nói về cái gì đâu retort là cái gì là cái bảng vẽ à nó, nó nó có cái chức năng đấy hay 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 như nào hay là cái gì không hiểu mỗi mỗi một giai đoạn của job anh được giới hạn bao nhiêu thời gian ạ à? có job nào gấp gáp về thời gian anh từng làm ở à? à, mỗi một giai đoạn của job anh được giới hạn bao nhiêu thời gian thực ra thì uh, uh, nó có hai kiểu một kiểu là em sẽ làm uh, full time cho người ta khi làm full time ấy thì ngày nào em cũng phải cập nhật rằng em đang tiến triển đến đâu điều đấy nó rất quan trọng đấy là nếu là làm full time thì nó sẽ là như thế uh, cái thứ hai Đấy là làm freelance Tức là họ sẽ cho em một cái giới hạn Thời gian cụ thể Rằng một tháng để xong một bức tranh Hay 10 ngày để xong một bức tranh Vân 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 Thì cái đấy mình 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 không thể nói rõ rằng là mỗi giai đoạn anh thường được giới hạn bao nhiêu thời gian thì nó không có như thế đấy như vừa nói đấy anh sẽ phải tự phân chia nếu làm freelance thì em sẽ phải tự phân chia rằng là họ cho em một tháng thì em thích làm bao nhiêu ngày với công đoạn này bao nhiêu ngày với công đoạn kia đấy là quyền của em còn làm full time thì chắc chắn là ngày nào em cũng phải cho người ta xem cái tiến độ công việc. Vì nếu em không cho họ xem điều đấy, tức là ngày đấy em đang không làm gì. Thì họ sẽ không trả tiền cho ngày đấy, cho em. Thế thôi. Cái việc chơi đồ để mà vẽ là tào lao VL. Đúng rồi. Chơi đồ để mà vẽ là một thứ... Thì nó thực ra là nó không có thật đấy nó không có thật vì vì không làm được điều đấy bởi vì ví dụ như là như là khi mà hút cần mà hay gì đấy ngáo bỏ mẹ vẽ vời con mẹ gì lúc đấy chỉ con ngồi đần mẹ mặt là chỉ vẽ cái gì nên là đấy là điều vô lý nha đấy là điều vô lý nên là mấy cái đứa nào mà nó cứ tưởng tượng là uh, em không có mút em không có em không có không khí em phải ri Em phải refresh bản thân em lại thì em mới có thể vẽ được bức tranh đẹp hơn cơ thứ thì không có đâu, không có đâu. Không có bởi thứ đây đâu, người chuyên nghiệp ai làm ba cái trò đấy nhá, ngớ ngẩn. Thậm chí là nhẹ hơn có thể là uống rượu, thậm chí là uống rượu xong không xong xong cũng không vẽ được thì mẹ say bó mẹ vẽ vời cái gì. Mấy cái đấy nó cứ ảo tưởng linh tinh ấy à không không có việc đấy em nhận xét giúp em là cái tranh em vẽ à? ừ thì em cứ nhận xét thôi nha nếu mà là em nhận xét giúp em cái tranh em vẽ à, thì em cứ nhận xét đi để anh xem xem như nào chứ anh thì hôm nay không nhận xét nhỉ tại vì anh muốn giữ nguyên cái màn hình này nha. em nhớ rõ nha. anh muốn giữ nguyên cái màn hình này đấy nên hôm nay sẽ không nhận xét hẹn em vào uh, phải mấy buổi live stream nữa nha khoảng mấy buổi live stream nữa thì anh mới quay lại nhận xét tranh nha còn anh sẽ tức là anh sẽ làm full cái clip này cho đến khi nào nó xong rồi thôi lúc đấy mới quay lại nhận xét tôi trở thành nghệ sĩ lúc nào không Uhm. Anh Vượng ơi, hello anh. Ờ ừ, chào em. Anh có gợi ý những nguồn tiết này để tham khảo bố cục anatomy không ạ? Thì thực ra thì về anatomy thì em chỉ cần đơn giản là xem kênh của, của proco trên YouTube ấy là nó khá đầy đủ rồi nha Nó khá đầy đủ rồi. Còn về bố cục thì theo như anh thấy thì em có thể thực ra không cũng không nhất thiết phải xem từ adt tại vì đa số nó cũng đa ná nhau thì em có thể xem những cái group về họ phân tích về những cái cảnh quay ở trong phim ấy họ cũng nói khá nhiều về bố cục hay là bố cục ở trong thiết kế ở trong design ấy, nó cũng nói rất nhiều về bố cục và thậm chí bố bố cục ở trong nhiếp ảnh họ cũng nói rất nhiều về bố cục tất cả những thứ đấy đều dùng được cho việc để trong việc vẽ về bố cục vậy xem những thứ đấy là ok yeah. là bảng vẽ gián tiếp hay trực tiếp à, bảng vẽ gián tiếp hay trực tiếp á, vãi cả đái là sao là bảng vẽ bình thường hay là bảng vẽ chữ, màn hình ấy thì gì kiểu thế thì thì anh thấy rằng là nên dùng bảng vẽ bình thường thôi còn em có tiền thì mua bảng vẽ màn hình ấy là tùy em nhưng mà đối với anh đối với anh thì hai loại đấy nó không khác gì nhau cả nó nó xem xem nhau nó không khác gì nhau hết hôm nay lướt group tập vẽ máy vô tình thấy like của anh Livestream từ hồi 2019 thầy anh nói anh có lớp offline sao bây giờ không dạy off nữa vậy thứ nhất là về dịch dã nên anh không dạy off nữa Đấy điều đầu tiên Thứ hai là Như anh nói thì cái chất lượng Anh dạy online hiện tại Anh đảm bảo được Là ngang với online Thậm chí là hơn online Bởi vì khi dạy online thì anh cảm thấy Nhiều người học viên họ hỏi nhiều hơn So với là dạy online Bởi vì dạy online họ Họ khá ít hỏi Tại vì nhìn mặt anh trông nó mẹ hơi kiểu buồn ỉa Nên họ không nhu cầu hỏi lắm Đấy, nên là học online thì nó ok hơn nha. Và thêm nữa thì học online thì không phải đi lại nhiều. Anh khi anh dạy offline thì có những ngày rất mưa gió thì bọn em vẫn sẽ phải cầm laptop và thế này nó kia đi đấy điều cực kỳ khổ sở. Và anh thấy rằng nó không cần thiết trong khi cái chất lượng nó là ngang nhau. Có một cái có lẽ là có một cái cái mà nó dẫn đến cái tình trạng rằng là người ta rất muốn học offline. Đây là những cái người mà họ họ đòi học offline ấy, đa phần là bởi vì họ bị âm lịch âm lịch ở đây tức là gì tức là họ rất chậm ở trong cái khoản máy móc đấy họ rất chậm trong khoản máy móc họ rất tù ở trong cái việc rằng Ui, học online này thì em không hỏi được nhiều mà em không biết gì cả thì bây giờ sợ rằng em học online thì anh có chỉ được cho em không em muốn là bây giờ phải học offline cơ anh phải anh phải đứng trước mặt của em anh nói đấy cho em nghe là nó là như thế nào thì em mới học được chứ không em không học được đâu thì đấy là cái sự lầm tưởng của họ nha và cái cái sự mà gọi là đại khái là nó gọi là bị tù hay là bị tâm lịch của họ còn anh anh nói rồi anh cam kết rằng anh dạy online ấy bọn em vẫn hiểu được như thế thậm chí anh để môn nó còn rõ hơn nó còn kỹ hơn vân vân và vân vân nha yeah. đấy chi 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 chứ không có chứ còn cái chất lượng thì nó không thể giảm sút đâu cam đoan đấy và anh nói rõ luôn là anh không bao giờ có khóa offline đấy nhá không bao giờ Bây giờ nếu bọn em thấy anh xuất hiện uh, offline ấy thì có lẽ là anh chỉ đang đi uh, gọi là làm uh, kiểu như là uh, thuyết giảng cái gì đấy thôi. Đấy thì thì may ra anh xuất hiện offline còn còn không thì chắc chắn anh chỉ dạy online thôi. Yeah. Thì cái thuyết giảng đấy cái mà những cái buổi gọi, gọi là talk show đấy <laughs> thì khi nào có người mời thì may ra thì anh mới xuất hiện và làm điều đấy, đấy còn lại thì, uh, thì chắc chắn là không có đâu uhm vẽ được 50% thấy nản thì nên làm gì anh ạ? Nếu mà vẽ được 50% mà thấy nản thì anh chịu nha, anh chịu. Tại vì nản là do em thôi chứ không phải do anh đâu. Bây giờ em em nản có nhiều lý do để em nản lắm anh Chả biết là, là vì sao chẳng hạn chẳng hạn như là em thấy rằng cái tranh đấy bây giờ nó không đi đúng hướng của em nữa thì em thấy nó nản hay là em cảm thấy không thể giải quyết được vấn đề thì em thấy nó nản thì có rất nhiều lý do để mà nó nói về cái việc là em bị nản và đối với anh thì uh, thực sự sẽ không có điều đấy sẽ không sẽ luôn luôn là không có điều đấy uh, bởi vì chỉ đơn giản là uh, mình luôn luôn mình biết mình cần làm gì mình phải làm gì trong từng bước ở trong quy trình của mình thì có lẽ là nếu việc em cải thiện quy trình có lẽ là nó sẽ hỗ trợ được cho cái thứ đấy nên là mình sẽ không thể bị nản như thế được bởi vì mình biết chắc chắn là mình cần phải làm gì có những cái công đoạn có thể nó gây rất mất thời gian nhưng mà mình vẫn luôn biết làm gì nên rồi mình cũng sẽ làm xong nó thôi kiểu kiểu như thế <laughs> trước đi học thầy ở trường tiểu học thì bị mỗi cái bàn hơi bé ờ ừ, đúng rồi à, nên nói chung anh cũng chỉ thuê ở chỗ đấy thôi chứ thuê những chỗ à, khác thì nó, nó nó hơi khó khăn đối với anh nên là anh à, thuê được chỗ đấy thôi nên là bây giờ thì thôi à, anh cũng không có nhu cầu lắm Mẹ ngày xưa anh kể bọn em lúc mà anh dạy ở mấy trường tiểu học ấy, thì mẹ nó, nó nhiều thứ nó mệt mỏi vãi đai luôn đầu tiên là tất cả những thằng mà làm bảo vệ nó luôn luôn gây khó dễ cho mình tại vì trong mặt anh nó rất là lớp cấc nên là nó địt mẹ nó kiểu nó thái độ vãi đái luôn ấy nó rất hay thái độ của mình thì là nó làm nó đã làm cho mình khó khăn rồi chẳng hạn như là mượn cái chìa khóa để lên mở cửa rồi thế này nọ kia là anh cảm thấy mệt mỏi nhưng về sau anh trái anh, anh nhớ dậy offline là vì thế cái thứ hai là khi khi mà dậy thì thực ra là mình được chọn lớp mà chọn cái phòng như thế đó là mình ngu vãi đái là mình lại chọn cái phòng cuối của cái dãy hành lang thì bọn con nít rất hay ỉa bậy ở đấy thì mẹ cày vãi đái luôn là tức có những hôm đi dạy như là nó 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 ỉa bậy mẹ trước cửa hành lang rồi đấy mẹ, mình phải đi dọn các thứ ấy xong rồi mới dạy học được cái cảm thấy mỏi vãi trưởng luôn đấy thể dạy mấy cái trường kiểu kiểu như thế nó nên <laughs> bây giờ dạy online còn thấy sướng quá đỡ phải đi lại rồi đỡ phải dọn cho mấy cu cháu ấy. Ôi rồi rồi anh mua 3090 chưa anh thì anh chưa em nhé với lời kêu gọi của anh rằng là anh kêu gọi để làm từ thiện cho chính anh thì à, Đến bây giờ thì ở trong cái Ad station của anh thì nó được uh, uh, khoảng 80 đô. Được khoảng 80 đô tiền uh, đấy thì bây giờ em tính 80 đô thì mua được 3090 chưa nha thì đấy. Chắc là chưa đâu, chắc là chưa đâu. Anh có dạy dynamic sketching không thì anh không. Anh không anh nhé tại vì anh nói thật về mà hình ảnh trông như buổi mà. À, anh cũng phải đang tập hình, anh đang phải tập rất nhiều về hình. Nên là xét cho cùng thì anh không dạy được mấy thứ đấy. Anh biết nó là cái gì và anh cũng có thể làm được một chút về thứ đấy nhưng nó không phải thực sự là 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 thế mạnh của anh vào hiện tại. Nên là nếu mà anh nói rằng anh dạy những thứ đấy cho người khác thì thì thì, thì nó hơi buồn cười. À, vì mình không quá mạnh mình dạy thứ đấy để làm gì. À, cái gì mình mạnh mình chắc chắn rằng mình có thể đưa được cho học sinh mình cái tốt nhất thì mình cũng dạy thứ đấy. Ơ à. ờ, mẹ ơi. em cũng học ọp rồi sao không thấy nhỉ? Không thấy cái gì gọi là, gọi là không thấy <laughs> đi dọn phần à? thi thoảng nó gọi là bọn nó mới gọi là bọn nó mới đi ỉa bậy ở bậy đấy thôi. Nhưng mà nói chung là nói chung là anh cảm thấy mệt mỏi. Đấy xong rồi là dạy offline nó cũng có những thứ nữa chẳng hạn như là Cái giờ đấy nó rất giờ dở gương Bởi vì cái giờ đấy là à, Lúc mà dạy học đấy là nó rơi vào tầm khoảng 6 rưỡi 7 giờ gì đấy Thì à, Hay là 7 rưỡi gì đấy kiểu kiểu như đấy Thì cái giờ đấy là chưa chưa, là chưa ăn uống gì cả Dậy xong xong lại về lại phải đi ăn thì lại mệt vãi đai yeah. Xong yeah. Cảm thấy nó đói Nói chung là nói chung là dạy offline nó rất dở mà kể cả bọn em là người đi học ấy nó cũng dở bởi vì bọn em không thể nào mà bọn em đi học uh, sớm hơn được tại vì bọn em còn phải đi làm này nọ kia thì đến cái giờ để học được rõ ràng là phải là từ công ty đi về rồi lao sang đấy học luôn xong bọn em cũng có ăn tối đâu bọn em cũng cứ thế ngồi học thôi thì mẹ nó mỏi mệt vãi đái anh thấy cái đấy nó rất ngớ ngẩn thế về sau thà bây giờ bọn em học online nhá bọn em đi làm về đấy ăn uống tắm rửa thoải mái nghỉ ngơi tám giờ ngồi vào học học cái buồn ngủ thì nằm vật ra ngủ đấy nếu mà cảm thấy mà ngồi nghe được thì nghe mà thậm chí là vừa ngồi học online lại vừa chat bốc phét với bạn bè rồi thế này nó nó có phải là nó hợp lý không nó nó nó, nó kiểu nó, nó nhẹ nhàng nó tiện lợi trời mưa hay trời gió hay là bất kỳ ngày nào nữa ngồi học vẫn vào việc đấy. bởi vì mình đâu phải đi ra ngoài đường đâu học online làm gì học online làm gì <laughs> anh có biết anh tống tất tuệ không ạ à? em thích style của anh ấy lắm luôn ừ anh thì anh chắc là anh có biết đấy Đây để, anh, để anh để anh thử tìm nhé. tống tất tuệ tống thất tuệ khi như là là người này vẽ kiểu là kiểu là manga comic cái thứ đúng không thì cái giới này anh lại cũng không chơi nhiều lắm cái giới này anh cũng không chơi nhiều lắm anh cũng cũng không biết rõ lắm đâu nhưng mà nhưng mà có lẽ là cũng là một người nổi tiếng đấy à, tại vì là có đến tận uh, 18k 18k follow thì không phải đơn giản đâu nhé yeah. chắc chắn là một cao thủ rồi chắc chắn là một cao thủ Nếu không có bằng cấp gì có thể theo nghề này không anh Thì anh cũng không nhớ lắm là bây giờ cái bằng của anh nó để đâu Nhưng mà anh cũng quên mẹ rồi thì Và anh vẫn đang làm việc đấy em nha Từ khi tốt nghiệp đến giờ Sau khi anh lấy cái bằng về thì anh không thể tìm được cái bằng của anh nó nằm ở đâu cả Anh không thể tìm được cái bằng của anh nó nằm ở chỗ nào Đấy thì có lẽ là câu trả lời đấy là giúp cho em hiểu rằng cái bằng của anh bây giờ có lẽ là chỉ mang đi chùi đít thôi nha. Nhưng mà em nên có bằng cấp 3 hoặc là đấy kiểu kiểu cấp 2, cấp 3. Tại vì như thế thì người ta sẽ nói rằng là, là ít nhất là mình học xong phổ thông đi, em nhé Còn em có thể không có bằng đại học. Nó không thực sự quan trọng vào giai đoạn này. Nó không thực sự quan trọng. Đấy. Còn bằng cấp 1, cấp 2, cấp 3 là để muốn nói rằng là mình không bị mù chữ ấy. Ừ. Có tiền nên đầu tư hẳn iPad Pro ngon hơn Wacom không anh? Thì iPad Pro hiện tại thì người ta dùng khá nhiều để vẽ. Nhưng mà anh nghĩ thì em cũng sẽ phải đầu tư thêm cả bàn phím này nọ kia nữa tức là những cái ghia phụ của cái của cái ipad đấy thì nó mới đạt được hiệu quả tối đa trong việc làm việc thì ok 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 em mất bằng cấp 3 thực ra thì không ai hỏi về bằng cấp 3 cả chỉ rằng là nếu em tốt nghiệp cấp 3 thì ok nhé yeah. thế thôi chứ cũng không ai hỏi về bằng cấp 3 của em đâu <laughs> tức là để ý muốn nói rằng là mình học hết phổ thông đấy kiểu thế là mình cũng cũng gọi là uh, đầy đủ uh, kiến thức phổ thông kiểu kiểu vậy thôi chứ nó, nó thực sự nó chẳng quan trọng tại vì anh chả thấy ai hỏi bằng bao giờ chưa thấy ai hỏi anh có tính áp dụng phần mềm 3D trong quá trình vẽ không anh không à, em vẽ nó chậm quá giờ làm sao anh chậm nó có nhiều lý do lắm chậm có thể do sử dụng công cụ chưa tốt thì nó cũng chậm chậm có thể là do rằng là em thiếu gọi là là nền tảng thì em cũng vẽ chậm thôi đấy thì sử dụng công cụ tốt hơn thì sẽ vẽ gọi là nhanh lên có nền tảng mạnh hơn thì sẽ vẽ nhanh hơn thế thôi nhưng mà nhanh hay chậm thì không phải là vấn đề lắm nha yeah. nói thẳng nhanh hay chậm thì không phải là vấn đề lắm đâu cái cái vấn đề của mình ấy, đấy là làm sao mà làm ra một tức là làm ra một cái sản phẩm mà tốt nhất có thể thế là ok chứ còn nhanh hay chậm thì quan trọng gì thì... em có thể vẽ chậm vãi đái luôn xong là thấy người ta bảo uh, mày vẽ này ăn thua đấy tao ngày vẽ 10 cái 20 cái này ok rồi. kiếm tiền vân 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 kiểu, kiểu kệ người ta thế chậm là việc của mình chủ yếu cái chất lượng cái chất lượng của cái sản phẩm đấy nó mới là quan trọng em nha. không có bằng cấp 3 và công ty nó bị mất quyền lợi bảo hiểm hay vấn đề thủ tục gì không anh thì anh nói thật với em ấy là em không mất cái quyền lợi gì đâu bởi vì nói thẳng ra khi làm các công ty ấy cái mà người ta cần ấy đấy là khả năng làm việc của em điều đấy nó quan trọng hơn rất nhiều nha điều đấy nó quan trọng hơn rất nhiều đấy <laughs> thì cái cái tức là cái, cái khả năng làm việc của em mà nó tốt thì bằng cấp thì nó, nó phụ thôi, phụ rồi, nó là rất phụ rồi. <laughs> em thấy có nhiều artist 10 giờ là xong tranh, ừ kệ họ. Em vẽ phải tận là 5 6 ngày cơ ứ ừ, cũng được, chả sao cả. Thì, thì, thì tốt cho họ thôi yeah, Em hãy, hãy học câu đấy Người ta gọi là good for you yeah. uh, Tốt cho em Kiểu thế Có vẽ Xong trong thời gian sớm Ừ, ừ, hay, được Em vẽ xong thời gian sớm Ừ, chả sao cả Nói chung đừng quan tâm Đừng quan tâm đến mấy thứ đấy Em muốn cải thiện Thì em nâng cao trình độ nền tảng của em lên em phát cái hình mà mất đến mấy ngày mới phát xong hình thì đấy là do hình của em bị yếu thì luyện hình đi luyện hình đi thì, thì, thì sẽ cải thiện được điều đấy còn nếu mà em uh, vẽ mà lóng ngóng với cả việc dùng photoshop thì chỉ đơn giản là, là sử dụng photoshop nhiều lên thì em cũng tăng được cái tốc độ của em lên thôi nói chung thì như nào cũng được mà với cả là người ta nói rồi Tức là cái nghề nào cũng thế Mình phải làm nó đến một cái thời gian nhất định Thì nó mới nó mới có hiệu quả Thì nó như nhau cả thôi Người ta đi bao lâu thì em cũng phải đi từng đấy Nếu em thấy những cái artist đấy Họ vẽ 10 giờ để xong một cái tranh ấy Mẹ biết đâu họ vẽ 5-7 năm rồi Em mới vẽ 1-2 năm mà em cứ đòi bằng họ Em cứ so sánh với họ để làm gì nha yeah. Nó chả để em gì cả em toàn lo luyện nét để cho nét đi thẳng hơn. Khi nào nét thẳng hơn thì em mới học kiến thức nền tảng. Thì em có hồ đồ quá không anh? Thực ra thì nó không quan trọng lắm đâu. Tại vì em em muốn đi cái nét đấy nó thẳng ấy. Thực ra là em tập nhiều thì em sẽ đi được nhưng mà cái đấy nó nó không hẳn là phải gọi là tập luyện mà em cứ vẽ nhiều tranh em cứ luyện nền tảng như bình thường thì 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 vẫn là em đang dùng nét đấy thôi tức là em luyện nền tảng thì vẫn là em đang dùng nét thôi và em đang dùng nét thì cứ dùng nhiều thì em sẽ đi được thôi có yeah. sao đâu thế là cũng không cần thiết là phải hát co đến mức là chỉ luyện nét cho đến khi đi được thẳng nghe nó cứ căng thẳng không biết tí gì về photoshop có do ở lớp cơ bản được không ạ à? được em nhé vì anh cũng sẽ dạy cho em về công cụ thực ra công cụ để vẽ thì nó cũng rất đơn giản nó rất đơn giản em đã thử tập làm quen photoshop nhưng quá phức tạp đúng rồi em không cần làm quen luôn cũng được nếu em học khoa cơ bản của anh anh sẽ dạy cho em có thể dùng được photoshop bởi vì nó chỉ có vài công cụ thôi chứ không có nhiều sau này khi em dùng thành thạo những công cụ đấy rồi thì em tìm hiểu về những công cụ khác sau cũng được nha. Nên em không cần biết gì hết. Tức là em làm một tờ giấy trắng tinh. Cái mà anh cần nếu em có năng khiếu thì đấy là một cái cực kỳ tốt. Nếu em không có năng khiếu thì nếu có thông minh đấy cũng là một điều cực kỳ tốt. Đấy, nếu không có cả hai thứ đấy em bắt buộc phải cực kỳ chăm chỉ. <laughs> nếu em không có cả chăm chỉ thì em nên làm việc khác. Đấy. rồi, không thông minh, không năng khiếu, không chăm chỉ thì làm sao mà mà học vẽ được nha. Thì đấy, mình cần một trong ba thứ đấy. Nếu có cả ba, em rất mạnh nha, nói thế luôn. Em chưa biết gì thì học nó nó vào ngay mà nó lên nhanh không mà. À, do em muốn tỉ mỉ nên em sợ sau này mà nhận việc sẽ trễ đến lại thực ra em không có gì phải sợ cả bởi vì cái việc tỉ mỉ của em ấy nó sẽ đạt đến cái hiệu quả về cái sản phẩm khi mà đầu ra nó sẽ có chất lượng cao hơn so với những người không tỉ mỉ <laughs> vậy khi làm job không thể trễ đến lại được bởi vì em nói thẳng với thằng thuê em rằng tao nói rõ cho mày nghe tao là một người rất tỉ mỉ vì thế cái công việc này nếu mày đòi trong 10 tiếng phải xong, Tao không nhận. Đấy, tao phải 56 ngày với một công việc thì tao mới nhận. Thế thôi, đây là quyền của em mà, quyền điêu mà làm sao mà em sợ trễ được deadline. Còn bây giờ em đi làm công ty, người ta bắt em deadline nó phải thế này, nó phải thế kia. Đấy, thì nếu mà không làm được thì em bị đuổi thì <laughs> đâu. Là y gì đơn giản vãi trưởng yeah. Làm sao để vẽ được như Ria... thực ra thì 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 em viết sai rồi nha, Ruanju nó không phải, Ruanjia Ruanjia thì thì đầu tiên là phải viết đúng tên đã, còn cái thằng mà Ruanju thì là ai thì anh không biết nha, Thế là làm sao để vẽ được như người đấy thì đấy vẫn là câu hỏi mà kể cả đối với anh thì anh vẫn đang hỏi đây, chứ không phải một mình em đâu, nên là uh, nên là cho anh hỏi chung với là làm sao để vẽ được như Ruan Zia yeah. Anh vẫn đang hỏi đây. Cho đến ngày hôm nay anh vẫn đang tiếp tục hỏi yeah. thì Em cũng hỏi thôi Chúng ta bằng nhau yeah. <laughs> Job like ad nhiều hơn Hay xếp ad nhiều hơn Thì tất cả các job đều rất nhiều Đấy. Không có cái job nào nhiều hơn cái job nào cả Nếu uh, Thực ra thì em không nên hỏi như vậy Bởi vì sao bởi vì cái thị trường ấy, nó nó phụ thuộc vào cái... cái tức là, là những cái job mà em có được ấy, nó phụ thuộc vào cái phong cách của em. Nếu em build em là một người chỉ làm lái ad, thì những cái job lái ad nó sẽ đến với em. Nếu em build em là một người mà làm xếp uh, ad, thì những cái job dạng xếp ad nó sẽ đến với em. Chủ yếu là em build theo dạng gì và cái sản phẩm của em nó có đủ độ thuyết phục để cho người ta thuê em không thôi thế thôi chứ đừng quan tâm đến rằng là cái gì nhiều hơn để em đánh vào cái đấy nó không cần thiết Nên nó không cần thiết cái gì cũng có rõ hết à luyện nền tảng thì mình có thể xem những kênh youtube hay tài liệu nào ạ à. thì uh, đầu tiên em cần biết rằng là nền tảng thì cần những gì đấy thì em cứ tìm hiểu về việc đấy trước đã liệt kê tất cả những thứ đấy ra là, là là hình là, là màu nào là, là đậm nhạt nào là, là luật xa gần vân 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 và vân vân kiểu kiểu như thế thì sau khi em liệt kê hết ra thì em tìm về từng thứ một anh sẽ không thể nào đưa cho em được về việc rằng là những kênh youtube nào hay là những tài liệu nào bởi vì anh sẽ nói như này ở đây anh anh nói rõ nhé không phải là giáo trước đó sau nhưng nói rõ không phải là giấu nghề mà mỗi người có một cái phương pháp học tập khác nhau cũng như cái phương pháp dạy học nó sẽ khác nhau. Có thể cái tài liệu đấy nó phù hợp với anh nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với em. Ví dụ như anh nói rằng là cái ông A này này, ông ấy dạy về hình rất hay nhưng khi em xem thì em không hiểu. Nhưng cái ông B ấy, ông ấy dạy theo một cái kiểu hình khác, theo một cái phương pháp khác, đôi khi em lại hiểu. Thì anh nghĩ rằng em nên dành thời gian để em tự tìm hiểu điều đấy. Tức là cái mà anh cho em được, có lẽ nó chỉ rằng là, ừ, cơ bản bao gồm những gì kiểu kiểu như thế. Nên học cái gì trước, cái gì sau chỉ thế thôi. Nên học cái gì trước cái gì sau đấy, ở ừ, học hình, học đậm nhạt, đấy là những thứ cực kỳ quan trọng ngay vào khởi điểm. Ờ, cơ bản gồm những gì anh nói quá nhiều về điều này rồi. Thậm chí cái post ngay vừa rồi của anh ở trên Facebook anh cũng nói khá nhiều về nó vậy chỉ đơn giản là đọc nó và tự tìm đi thôi nhá yeah. thế thôi bây giờ hỏi kênh youtube này nọ kia thì những những cái kênh nổi tiếng ấy nó sẽ trồi ra ngay tức khắc cho em thôi tại vì sao vì họ có số lượng view cao bởi vì những cái là clip của họ nó có chất lượng tốt phản hồi đến từ những cái người view rất nhiều em nhìn là em biết ngay là kênh nào nó được kênh nào nó không thôi mà không có gì đâu bây giờ anh liệt kê ra cho em nó giống như là kiểu là anh lại phải đút cho em ăn nữa thì anh không rảnh lắm anh không rảnh lắm lớp cơ bản anh có dạy nhiều về phối cảnh có chứ anh có dạy về phối cảnh nha. chắc chắn rồi lớp nâng cao anh dạy về mảng nào à, lớp nâng cao anh dạy về việc vẽ ra một bức tranh hoàn thiện hay gọi là một bức minh họa anh có nói kể cả về thiết kế nhân vật, à, anh có nói kể cả về thiết kế nhân vật, anh có nói kể cả về tất cả những yếu tố nền tảng ở trong hội họa mà mình cần đến để có thể vẽ ra ra một bức tranh thì anh đều nói hết ở trong lớp nâng cao. Nhưng lớp nâng cao sẽ không được thực hành kiến thức cơ bản, mà chỉ thực hành về việc làm sao để vẽ ra một sản phẩm. Nha. Yeah. còn lớp cơ bản thì học về cơ bản và thực hành về cơ bản thế thôi em luôn hỏi tự hỏi làm sao để tạo được cảm giác sơn dầu trong tranh cho đến khi em xem một video tắc show của ông ông nói thực ra là tranh sơn dầu truyền thống ừ ok khá có ích <laughs> và ông nói thực ra là tranh sơn dầu tôi... ừ <laughs> ông kim jong là kiểu vẽ biểu diễn đúng không anh thực ra nó cũng không phải biểu diễn nó không phải biểu diễn tức là ông cứ vẽ bình thường thôi có gì đâu mà biểu diễn ông vẽ kiểu của ông thôi nhưng mà cái kiểu của ông vẽ làm cho mình nhìn thấy nó rất thú vị bởi vì sao bởi vì ông ấy vẽ đến đâu nó chết đến đấy nó ăn luôn vào đấy nó 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 hợp lý luôn nên là mình cảm thấy nó nó rất đã con mắt và em coi nó như một dạng biểu diễn cũng được nhưng thực ra thì ông không biểu diễn gì cả, ông chỉ đơn giản thôi ông vẽ đúng kiểu của ông đang vẽ từ lâu nay thôi thì ông vẫn vẽ như vậy thôi chứ có gì đâu mà biểu diễn. nhé yeah. Nhưng ông vẽ rất kinh nên là mình nhìn cảm thấy mình rất đã, là mình rất đã. Xem anh mãi mà em đùa anh một tí trên Facebook, anh chửi em quá trời thực ra như này này, à, anh tức là anh có một lần một lần à, cũng có một người hỏi anh như vậy và anh thực sự không thích những điều đấy à, anh sẽ giải thích như này nhé tức là em à, có thể là em đùa nha có thể là em thật anh không biết được nhưng mà cái một người khác nữa họ tức là họ cũng nói về việc rằng là họ rất khó khăn này trong cuộc sống và họ muốn xin anh học free bởi vì là họ quá khó khăn à, anh giải thích cho em nghe như này này đầu tiên ấy là cái cuộc sống của anh khi ở cái giai đoạn mà gọi là tập vẽ khi ở giai đoạn tập vẽ anh không có người nào hướng dẫn cả anh không có người nào hướng dẫn thì nếu xét với bọn em vào hiện tại thì là bọn em đều đang có những cái nguồn tài liệu cũng như những cái người đi trước họ chia sẻ với bọn em hàng ngày hàng tuần đấy là một cái lợi thế mà mà bọn em hơn vào cái thời của anh rất nhiều. Cái thứ đấy là thứ bọn em hơn rồi. Cái thứ hai ấy, bọn em nói rằng bọn em rất khó khăn ở trong cuộc sống, vì thế nên bọn em muốn xin học free. À, bọn em biết không? Thực ra anh khó khăn hơn bọn em rất nhiều. Anh khó khăn hơn bọn em rất nhiều ở cái giai đoạn đấy. Đương nhiên là bọn em chưa kiếm tiền thì vào giai đoạn đấy anh cũng đâu có kiếm được tiền đâu. Bọn em nói rằng bọn em ăn bám gia đình anh cũng ăn bám gia đình vậy không hề khác nhau bọn em nói rằng là bọn em là 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 là, là, là... gia đình bọn em nghèo Thì ra gọi là gia đình anh cũng đâu có giàu à. thậm chí là đến từng điếu thuốc anh còn phải xin tiền để anh mua có những lúc bà già anh cảm thấy quá mệt mỏi đối với anh à, rồi anh cũng sẽ phải ra đường và tự kiếm sống thế này nọ kia có những lúc anh còn không tức là anh còn không có tiền để anh mua anh mua gọi là một điếu thuốc luôn anh cũng không có tiền để anh mua ấy mà anh phải nhịn đói vãi đái luôn ấy thì thì bây giờ bọn em vẫn đang dùng điện thoại smartphone để comment ở trên facebook của anh à, bọn em vẫn đang xem anh livestream bằng một cái gì đấy chẳng hạn như là uh, máy tính hay là hay là điện thoại hay gì đấy thì bọn em đang nghĩ rằng là bọn em rất khổ à hay sao chưa khổ đâu khổ ấy là không có thứ để mà ăn cơ và anh đang là là anh đã qua cái thời kỳ đấy nhé và lúc anh luyện tập anh còn không có thứ mà ăn chứ đừng nói để mà mua đồ anh còn phải mượn bảng người khác để vẽ anh làm đéo có tiền mua bảng à. thế bây giờ nên là bảo xin học free này nó cái thế thế em nuôi con anh hay như nào mà Thế thì ai sẽ là người nuôi gia đình anh Thực ra anh dạy chỉ để kiếm tiền Để sống thôi mà không? nên là những thứ Tức là sẽ không ai cho không ai cái gì đâu Nhớ rõ nha Không ai cho không ai cái gì cả Nói rõ luôn Ở trong cuộc sống này nó là như vậy Kể cả anh em ấy Nó còn đánh nhau vỡ mẹ cả đầu Chỉ vì mấy cái đồng tiền bạc Đó thì giờ mình nghĩ sao đây? Mình nghĩ sao đây với những người ngoài, những người xa lạ Và và bọn em nghĩ rằng là anh có rất nhiều tiền để mà ý rằng là à, Tức là ông này thì thiếu đéo tiền, ông ấy dạy free cũng được mà Thế này nó kia đừng nhầm, đừng nhầm Mỗi người có một cuộc sống và mỗi người có một cái khó khăn riêng Em có khó khăn của em và anh có khó khăn của anh Ai cũng có khó khăn hết Chúng ta hỗ trợ trong khả năng có thể đừng đòi hỏi người khác bởi vì người khác không phải là cha mẹ của mình đến thậm chí cha mẹ của mình nhiều khi cũng không thể hỗ trợ mình được đến mức như vậy. Huống gì anh là một người dừng nhớ rõ điều đấy nha nên đừng bao giờ nếu mà ai xem những cái live stream này thì thì đừng bao giờ có cái nhu cầu rằng là sẽ xin người khác khóa học miễn phí này nọ kia anh sẽ không làm được đấy kể cả khi anh có hàng nghìn tỷ, nhớ rõ điều đấy nhá. Bởi vì hãy trân trọng cái kiến thức mà mình có được. Đấy, khi người ta dạy mình ấy thì thì sao nó lại là free như thế nó giống như việc là em tức là em đang thực sự không trân trọng về cái kiến thức đấy Địt mẹ. Xin xin không mà nó cũng cho này. Thế thì thế thì cái kiến thức này nó có ra cái buổi gì đâu. Tự nhiên là lên hỏi Vu Vơ anh ấy, à, em đang nhu cầu học, em đang học nhưng em không có tiền, em học free đấy, thì anh có đồng ý không? Thế, thì, thì, tự nhiên anh cũng đồng ý. Thế thì rõ ràng là chính anh cũng không coi trọng bản thân anh luôn đấy, là cái thằng là kiểu Ừ uh, cái okay, kiến thức này có cái đeo đâu, thích thì dạy cho nó, thích thì thế này nó kia, nó nó nát vãi đái luôn ấy nó kiểu nó ngớ ngẩn đấy, nó cực kỳ ngớ ngẩn ấy. nên là thôi đừng đừng hỏi về điều đấy nữa, đừng hỏi về điều đấy nữa. Anh có từng sử dụng các phần mềm như SketchUp, Solid, AutoCAD chưa? thì AutoCAD anh cũng có thử dùng qua một chút nhưng rất lâu rồi. À, là Solid thì không phải vậy, anh chưa dùng bao giờ và SketchUp thì anh cũng có dùng rồi nhưng mà nói chung là đối với anh thấy thì là cứ khi mà anh đụng và anh dùng mấy thứ đấy ấy, thì cái việc mà scale cái này scale cái kia rồi là kéo to kéo nhỏ thì mẹ thấy nó mất thời gian vãi đái thôi vẽ con mẹ bằng tay nên là anh cũng không dùng mấy phần mềm kiểu 3D đấy mấy đâu. Nói chung là, là, là không dùng. Cái mà anh dùng 3D uh, có lẽ gọi là 3D nhất đối với anh thì có lẽ là cái phần mềm mà um, để vẽ tích chờ rồi, để vẽ tích chờ vì có một khoảng thời gian anh phải dùng đến cái đấy để để làm việc. Nếu sau này mà em đăng ký học lớp của anh mà chỉ để anh nhận xét với chữa tranh thì có được không ạ? À, thì anh không hiểu lắm về là về cái việc đấy đương nhiên thì học anh thì nó cũng chỉ có nhận xét với cả chữa tranh thôi chứ em định làm gì nữa tức là học ngoại kiến thức ý là em không cần học về phần kiến thức tức là anh chỉ cũng chỉ có ba nội dung thôi tức là anh dạy về kiến thức này sau khi anh dạy kiến thức xong thì anh những cái bài tập của bọn em thì anh sẽ nhận xét và anh sẽ có thể sửa tranh cho bọn em thường thì những cái tranh nào mà còn có khả năng phát triển được tiếp thì thường anh sẽ không sửa mà anh sẽ để cho người ta làm tiếp những cái gì mà nó gọi là no hope thì thường thì anh sẽ động tay động chân vào nhiều hơn kiểu kiểu như vậy thì, thì cái nội dung dạy của anh nó cũng chỉ loay hoay là kiến thức và sửa bài và nhận xét thôi thì, thì đúng là thứ mà em đang cần đấy em không biết là em là em cần cái gì khác nhé vì sao à, vì sao các artist em thấy hiện tại họ chẳng làm ở công ty một cách cố định nhất là họa sĩ Việt Nam em không thấy mấy artist làm cố định ở công ty vậy ạ bởi vì họ là freelancer kiếm được nhiều tiền hơn bởi vì à, các công ty ở Việt Nam đối xử với họ không tốt, yeah. đấy. đấy là hai lý do. Cũng có thể có một lý do thứ ba nữa là bởi vì cái chất lượng sản phẩm của nước ngoài nó cao hơn rất nhiều, tức là họ sẽ có cơ hội khi họ làm freelance họ sẽ có cơ hội để làm để cho những sản phẩm lớn hơn, nó mang lại tên tuổi nhiều hơn so với việc làm cho những sản phẩm ở trong nước. Vậy với ba lý do đấy, đấy là vì sao mà các, các artist em thấy hiện tại họ không có nhu cầu làm ở các công ty Việt Nam. Và các công ty ở Việt Nam thì sẽ sẽ học được bài học đấy sớm thôi. Tức là bài học về việc đối xử với artist không còn như cũ nữa, họ sẽ phải thay đổi điều đấy. Họ sẽ phải giả lương cao hơn, họ sẽ phải tôn trọng artist hơn. Và sẽ đến một ngày mà họ không thể tìm được artist họ muốn ở trong các cái công ty trong nước nữa. Đấy, yeah. Sẽ đến một ngày Cái ngày đấy nó sẽ đến sớm rồi Nó đang đến rồi bởi vì sao Bởi vì cái thị trường Đông Nam Á Và Châu Á Hiện tại Thì đấy là một cái nguồn Gọi là artist, Có thể nói gọi là dồi dào Cho các nước phát triển À, tức là cho Mỹ hoặc là các nước châu Âu họ rất muốn thuê người châu Á bởi vì sao? Bởi vì trình độ của của người châu Á rất ok và giá của họ rẻ hơn rất nhiều so với việc thuê một thằng artist Mỹ hoặc là artist uh, uh, châu Âu thì kiểu kiểu như thế thì giá của người châu Á rẻ rất nhiều bởi vì cái sự chênh lệch về 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 uh, về uh, tức là giá cả rồi thế này nọ kia ở trong cuộc sống của họ ấy, thì đương nhiên ví dụ như là đông nam á thì họ cần ít tiền hơn nhiều để họ sống so với châu âu nên cái giá mà thấp hơn so với châu âu và so với mỹ rất nhiều thì họ vẫn chấp nhận được và họ vẫn làm được nó rất ok nên 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 là nên là artist ở việt nam ấy nói riêng ấy thì họ gần như họ sẽ không có nhu cầu gắn bó với công ty vậy công ty phải làm ra một cái thứ gì đấy hoặc là phải đối xử với họ như thế nào đấy mà họ cảm thấy đáng để họ làm việc cho thì thì họ mới thì họ mới quay lại làm công ty còn không ai anh xua bọn này luôn là các công ty ấy, càng về sau ấy họ sẽ chỉ thuê được artist tầm trung thôi ăn à, tầm trung tức là những người chưa tìm ra thị trường những người chưa khẳng định được bản thân họ có khả năng nhưng họ chưa khẳng định được gọi là bản thân khi họ khẳng định được bản thân một phát rồi là họ nách này là họ sẽ nghỉ công ty ngay tức khắc luôn và không bao giờ quay lại bởi vì lúc đấy họ có thể kiếm sống kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều so với việc làm công ty tại sao họ lại phải làm cho công ty ấy? đấy nếu mà bảo là làm công ty để mà cống hiến đi, đi mẹ mấy cái ông ở công ty đối xử với tôi như buổi bây giờ ông lại bảo là tôi cống hiến cho ông bây giờ ông bây giờ ông tôn trọng tôi đi đấy bây giờ ông chấp nhận chia sẻ cái doanh thu của ông đi với tôi đi để 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 tôi cống hiến cho ông thì may ra bây giờ nhiều ông á lúc đầu thì ứ em làm cho anh đi tại vì anh nói thật với em ấy em là một trong những người đi đầu nếu em cống hiến thực sự và anh nhìn thấy điều đấy Anh cam kết với em rằng là anh sẽ chia sẻ phần trăm lợi nhuận của những cái sản phẩm game cho em Đi mẹ đến lúc thế đéo nào con game đấy tự nhiên nó nổ To vãi đái nó kiếm được mấy chục tỷ chẳng hạn như thế Thì đến lúc là mình hỏi là anh ơi thế tình hình là như nào nhỉ Tại vì em thấy là game nó cũng nổ ấy chứ Nó cũng được ấy chứ thì em muốn có một chút thưởng đấy anh xem như nào ừ, em, em là ai Ừ em vượng đây hú ai ai, ai cái gì em nói rõ nào ừ, ai ai cái gì cái như nào cái gì thưởng thưởng nào sao ừ, nó thành như thế ngay à đấy đấy là cái thứ khốn nạn nhà mẹ khốn nạn vô cùng thà mình thà nó nói mẹ từ đầu ấy. tôi nói với ông luôn cho vuông nhé ở trong này là đéo có thưởng thiết gì đâu Đấy, ông, ông vào ông làm đứng, uh, ông thích điêu lương bao nhiêu nếu tôi cảm thấy tôi giả được là xong thế là vào việc yeah. chứ bây giờ đến lúc lại hứa xong đến lúc về sau thì mẹ tiền nó nhiều quá mà nó đéo chịu được nó lại bảo chuyển sang cái gì? vượng nào u uh, u uh, cái gì cơ bảo ơ thế em làm cho công ty của anh à bảo vâng không thực ra thì anh nghĩ lại rồi nhá yeah. chính là ngày mai là em nghỉ việc nha em nhá đấy là anh uh, anh uh, kết thúc hợp đồng với em đấy ngay tức khắc luôn đấy uh, cho nó vuông cho dễ hiểu Thế bảo như anh làm thế không được em sẽ lên mạng em phốt anh em sẽ uh, uh, cho anh sáng nhất uh, ngày hôm nay thế này nọ kia ừ ok được rồi anh cảm thấy rằng như thế thì nó cũng không 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 nó không hợp lý với em lắm, uhm, anh uh, sẽ thưởng người em 2 triệu, đấy, rồi, đấy, ok, thế là ổn nhá, ổn nhá, chúng chúng ta ổn nhá thì mẹ, ui dồi, anh gặp nhiều rồi, anh gặp nhiều rồi, nhá nên là bảo sao mà artist bây giờ nó không làm cho mấy công ty nó đúng mẹ thôi nha, nên là đừng 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 bao giờ nói với artist rằng là, chúng mày chỉ vì tiền thôi, chúng mày đâu có vì, uh, chúng mày đâu có vì cái sự nghiệp mẹ to lớn là cái 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 cái, cái, là có vì cái gọi là sự phát triển của ngành game Việt Nam nữa các ông toàn mẹ thôi các ông đừng có mà mồm điều nha yeah, nói mẹ thế cho buồn đương nhiên là, là vẫn có những là giám đốc tốt nha yeah, nhưng mà nó 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 hiếm làm nó hiếm làm nha yeah còn những cái giám đốc mà tự nhiên thấy tiền vẫn là nó ối rồi mẹ nó mở hết cả mắt thì nó là nó là nhiều vô cùng nó nhiều vô cùng bây giờ đến mức bây giờ đến mức mà anh còn sợ như này này tức là, là, là tức là người ta rất hay hỏi anh rằng là là là, là thế ông có học sinh không để 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 mà vào 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 công ty tôi không? tại vì công ty tôi hiện tại cần vài người đấy thì ông có học sinh anh bây giờ anh sợ anh còn anh còn gọi, là, còn gọi là không dám giới thiệu luôn bởi vì sao bởi vì anh biết rằng là vào là nó nghiệt nó nghiệt vãi đái luôn ấy tức là cuộc sống nó khổ nó có sung sướng đéo ở đâu nó thuê về xong là mẹ làm thì làm được việc đấy nhưng mà đối xử với nó không ra gì về sau mình rất mang tiếng trong việc mình giới thiệu như vậy nên cuối cùng là mẹ Cho nó nhanh, hiểu không? Kiểu thế, không thật đấy Cái thực trạng này nó nó bây giờ nó bị như vậy, phải nó bị như vậy Phải chấp nhận thôi tự lo thân mình thôi tự, tự lo thân mình thôi sợ 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 ý em không phải vậy anh ơi ơ ừ, thôi nó không quan trọng nách nha tại vì nó tức là anh thực ra anh cũng cũng không quan trọng lắm về việc là ý em nó như nào đâu à, như nào cũng được như nào được. anh thoải mái mà à, tại vì anh cũng nói thì nó cũng xong rồi đấy thế thôi vẽ em thấy có những người chơi theo cách riêng của mình mà nó hình thành ra một cái chất một cái rất riêng cũng có những người chơi theo cách riêng mình mà lại flop thì góc nhìn của anh về về vấn đề này như nào? Thì theo như thấy rằng là, là nó chỉ đơn giản rằng là, là những người mà flop này nọ kia ấy, thì thực ra là họ cũng chưa vững lắm thôi, tức là họ chưa vững lắm về phần về nền tảng thôi chứ còn thực ra thì ai cũng chẳng muốn chơi theo thứ riêng của mình. Thì um, cứ chơi thôi, thực ra điều đấy thì nó 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 tức là ai tức là ai cũng như ai, ai cũng muốn có một cái riêng gì đấy, nhưng mà có những người họ không thể làm được điều đấy ngay tức khắc thì họ phải bù đắp lại về những cái nền tảng của bản thân thì nó mới có thể tốt hơn được đấy là điều cực kỳ bình thường nha cực kỳ bình thường thế thì nó là nó là giống như là một một cái giai đoạn ở trong cái quá trình phát triển của mình mà mình phải gặp phải tức là kể cả anh cũng như vậy anh cũng muốn tìm ra cái riêng này ok nhưng khi anh không đủ lực khi anh chưa đủ lực thì trông nó cũng như buổi mà đấy là điều đấy là điều bình thường nha kệ thôi kệ thôi cứ làm rồi dần dần nó sẽ đâu ở đấy. Vậy mình có nên vào công ty để làm khi mình chưa có một tí kinh nghiệm gì không ạ? Đương nhiên là em vẫn phải vào công ty để làm thôi. Tại vì nếu em có muốn làm freelancer nữa thì thì em cũng không thể làm được ngay tại vì là mình cũng cần phải có Fame, mình cũng cần phải có trình độ và mình cũng cần phải biết làm sao để 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 tạo ra một cái sản phẩm hoàn thiện thì thực tế thì các công ty nó cũng sẽ dạy cho mình cái đấy thực ra thì nói là dạy thì nó không phải như khi em vào công ty thì nếu em không làm được cái sản phẩm đấy hoàn thiện thì đương nhiên thì em sẽ bị loại khỏi công ty thôi, em sẽ bị sa thải này nọ kia thì em sẽ phải học cách để mà tự làm sao để mà mình có thể làm ra được sản phẩm thì vẫn cứ phải đi làm công ty thôi nhé. Yeah. Rồi sau này em có bỏ nó bởi vì nó đối xử không tốt với em rồi thế này nó ok thì ít nhất là mình cũng phải ở một cái trình độ nào đấy mình mới có thể nói được câu đấy hay là mình mình có đủ khả năng để mình kiếm tiền ở một nơi khác thì mình mới có thể nghỉ được những thứ đấy. Nên xét cho cùng thì hãy nhớ cái câu mà anh nói đấy lúc đầu ấy anh nói là là về sau thì những cái công ty ở Việt Nam nếu họ không thay đổi thì họ sẽ chỉ tìm được artist tầm trung và tầm thấp thôi thì ví dụ như em là người mà chưa có kinh nghiệm thì được gọi là như vậy đấy đấy được gọi là tầm trung hoặc là tầm thấp kiểu kiểu như thế thì đấy thì vẫn phải đi làm công ty như thế thôi còn họ còn artist ở trình độ cao thì đương nhiên là họ sẽ là freelance vào hiện tại là như thế còn sau này thì không biết yeah. canh đúng 14 giờ hỏi anh đăng ký lớp mà mãi hơn 10 phút sau anh mới rep đăng ký không được luôn. Thực ra thì uh, anh có quay lại cái đoạn clip đấy nhưng mà hình như anh xóa mẹ mất rồi thì uh, tức là nếu mà em nhìn cái lúc đấy của anh thì em mới hiểu là cái độ khó nó như nào độ khó của cái game này nó như nào à tức là vào đúng cái giờ đấy khi anh bật máy lên ấy thì cái số lượng người nó nó inbox ấy, đến mức là anh không bấm nổi được vào một người ấy yeah. đấy anh không bấm nổi được vào một người sau đấy thì anh bấm được vào từng người tức là từ sớm nhất cho đến muộn nhất thì anh bấm vào từng người để anh gửi link cho các bạn thì đến lượt em thì thực ra là nếu em đúng là đúng là hai giờ nha thì rõ này là vào 2 giờ đấy nó sẽ phải có khoảng mấy chục cái tin nhắn thậm chí là gần 100 cái nó nổ ra vào đúng lúc 2 giờ ấy luôn đấy. nên là em là 10 phút thực ra là còn sớm nhé là có những người mà đến tận là một tiếng sau anh mới inbox lại được nhé và sau khi thì anh inbox lại cho bạn em xong thì anh chuyển sang một cái mục gọi là mục tin nhắn chờ thì ở trong đấy nó có khoảng gần 50 cái nữa đấy thì nếu mà em đen mà em rơi vào cái mục mà tin nhắn chờ nữa thì thôi thì nó là ối rồi rồi là không biết đến khi nào luôn thì nó là như thế nên là lần tới thì anh sẽ nghĩ rằng là mình sẽ làm làm kiểu khác nhưng mà anh nhưng mà anh khá sợ về việc là cái web của anh nó sẽ bị làm sao đấy tại vì cái web của anh là cái web là, là kiểu cá nhân khá lom dom thôi thì anh sợ là khoảng mấy chục người mà truy cập cùng lúc thì không biết là nó có bị sập mẹ không đấy thì cũng sợ điều đấy nó có thể xảy ra đấy, thì thì là lần tới thì anh sẽ làm rằng là đúng cái giờ đấy thì anh sẽ để cái link đăng ký ở trên web đấy còn không cần phải inbox cho biết gì cả còn ai đăng ký sớm thì 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 vào việc không thì thôi đấy thì thì, thì cứ để trên web thôi nhá thì nó tiện hơn chứ bây giờ inbox như này nó cũng có nhiều cái không hay tại vì có những bạn thì lại vào mẹ cái phần cái phần mà tin nhắn chờ đấy nó nó dở yeah. làm khách việt khổ lắm ờ, thực ra thì anh thì anh không làm khách việt bao giờ cả khá sợ khá sợ làm khách việt khách việt bọn đấy như bọn say rượu thì mẹ vừa vừa hôm qua bảo đây này ông làm theo góc này ngày mai lại bảo làm theo góc khác Là ảo ơi là ảo ơi, nên tôi làm cái này tốt nhất vẫn nên học thêm cách marketing bản thân anh nhỉ thực ra thì là đúng đấy thực ra là đúng đấy tại vì là làm nghề nào nó cũng cần cái đấy cả kể cả em có đi gọi là bán rau nếu em có khả năng về việc marketing tốt hơn so với những người bán rau còn lại đương nhiên là em kiếm ăn nhiều hơn yeah. Đấy điều chắc chắn Bất kỳ nghề gì luôn Bất kỳ nghề gì trên cái cuộc đời này Nếu em biết cách Gọi là marketing gọi là Bản thân Chắc chắn em có lợi thế hơn à, Chắc chắn có lợi thế hơn Anh có quen Anh Việt Khoa không ạ à? Anh có Nhưng mà anh chưa gặp ngoài đời bao giờ Còn ở trên mạng thì cũng có Có mình là, giao lưu uh, Đấy Đã khái thế nhưng mà Ờ, ở ngoài đời thì chưa gặp bao giờ, tức là hoàn toàn artist ở trong Sài Gòn thì anh chưa bao giờ gặp một ai cả. vì anh thứ nhất là anh ít khi vào đấy, cả Và thứ hai thì anh cũng khá ngại giao lưu, cũng có thể là mọi người cũng, cũng thoải mái thôi chứ không phải vấn đề gì nhưng mà thực sự thì <laughs> thì anh ngại điều đấy, nha, yeah. là anh ngại giao lưu. vì tức là tính anh nó hay nể ấy nên là kiểu lúc mà là giao lưu thế này nọ kia nó cảm nó... giác mình ngượng ngùng vãi đái chơi thân thì không nói tức là chơi thân thì ok là chơi thân mình có thể ngồi bốc phét bét nhè nhưng mà nhưng mà nó không thân lắm thì nó <laughs> anh ngượng ngùng lắm nên thôi anh đeo giao lưu kệ thích gặp thì gặp cũng được Còn không thì thôi kiểu kiểu ấy anh không quá quan trọng lắm Ừ, anh kháng ngại giao lưu, anh à, không giao lưu nhiều lắm, ngại bỏ mẹ gặp gặp, tầm này còn đang dịch nữa giao lưu gì, bình thường đã ít giao lưu rồi bây giờ dịch dã càng không muốn giao lưu Uh, cái, cái 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 tranh này ấy là là lúc này đang làm khoảng mấy option khoảng mấy option về cái cái về cái phong cảnh ở đằng sau ấy uh, thì uh, mình sẽ phải làm một vài option và như như bọn em thấy ấy, thì uh, thì uh, nó cũng sẽ có cái được và cũng và cũng sẽ có cái không nhưng mà là, ở trong cái tranh này thì anh học được một cái bài học à, đến từ những người feedback từ Viot, là, là... đấy là gì đấy là họ có nói rằng là là cái tranh của mày ấy, trong những cái, những những cái, những cái option mà mày đang làm ấy thì tao cảm thấy nó bị hơi bận bận này là bận thì bận mắt tức là nó có quá nhiều chi tiết và chúng rất khó chịu thì ý lúc này mình mới học ra là một cái vấn đề rằng là nó không hẳn là mình cứ vẽ nhiều chi tiết mình đặt vào trong này thì nó sẽ là hay à, là có những người họ cảm thấy mẹ hứng thú với việc là họ vụt liên tục các loại chi tiết vào trong này nhưng nhưng đấy không phải là trường hợp nào nó cũng sẽ thú vị đâu yeah. Thì mình cũng sẽ phải quan tâm đến đến cái điều đấy tức là, à, là chi tiết nó cũng sẽ là một phần nếu mình đặt nhiều quá có thể nó sẽ gây khó chịu cho mắt kinh khủng khiếp và mình quên đi rằng là cái mục tiêu chính ở trong cái tranh của mình cần nói tới là cái gì tức là à, là cái ngôi nhà chẳng hạn hay là gì đấy à, ở xung quanh nó là đồng à, nó là khu vực theo kiểu nhà quê ấy, thì mình cũng không nên làm quá nhiều những cái nhà quá cao rồi thế này nọ kia hay trông nó rất khó chịu kiểu kiểu như vậy thì ở đây nó đang bị đấy là một cái bài học cho cái tranh này Mình có thể học được khi mà nghe feedback của người ta <laughs> Anh kể em nghe Về vài lần lưu khách Kiểu trời đất hỡi đi Em coi trên fake uh, Anh có nhiều quả hài ừ, Thực ra thì kia đấy thì nhiều lắm Kia đấy thì nhiều lắm Cái lần mà, mà Gần nhất ấy Thì anh có gặp uh, Một thằng khách như này tức là nó đưa ra một con tranh và con tranh đấy thì nó đòi hỏi cái chi tiết khá cao cũng như cái chất lượng của nó khá cao thì anh đọc ra một cái mức giá nó rất cao đọc ra một mức giá rất cao nghìn hai ba nghìn đô kiểu kiểu như thế thì uh, nó bảo là tại sao lại cao như vậy vì như thế đối với tao là bị cao quá so với tưởng tượng của tao thì anh mới bảo rằng là bây giờ ta sẽ giải thích cho mày như này. À, cái tranh của mày ấy, để mà vẽ xong được. Ấy, tao sẽ cần đến khoảng từ 30 đến 45 ngày. Thì may ra tao mới hoàn thành được cái tranh này. Và tao cam đoán mày luôn là tao phải vẽ hết từng đấy thời gian luôn. đấy Chứ không phải là đây là tao nói là, là vẽ ít hơn. Hay là này nọ kia mà tao lại... Nói ra mức giá đấy tức là chắc chắn là ta sẽ cần đúng từng đấy thời gian tức là cần đúng từng đấy là 30 ngày vẽ liên tục thì may ra ta mới vẽ xong cái tranh của mày được thế giờ mày tính cho tao nghe là với chẳng hạn như là 2.000 đô đi chẳng hạn như thế đi với 2.000 đô mà bây giờ một ngày ta phải làm việc ít nhất là 5 cho đến 8 tiếng đấy và ta sẽ phải vẽ tận 30 ngày mới xong thì mày chia ra hộ tao xem là thực ra một ngày tao kiếm được bao tiền với cái giá mà tao đang nói ở đây và có phải rằng là nó chỉ ngang với một thằng rửa bát không? tức là cái giá của tao chỉ ngang với thằng rửa bát thôi và uh, nếu mà cái giá mà như thế mà tao chỉ ngang với thằng rửa bát thì giờ tao thử hỏi người ta làm cái công việc này làm cái buổi thì sao tao không đi làm con mẹ rửa bát đi cho nó nhanh đây tao mất tiền tao học Đấy, tao mất thời gian để tao luyện tập Và nó là một cái nghề mà không phải ai cũng làm được à. Thì 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 bây giờ mày lại đi đòi giá thấp hơn Mày lại đòi vào cái tranh này thì 200 đô với cả 100 đô này nọ kia Thì, thì để tao đi ăn cắp à Thế xong là sau khi nói xong như thế Thì nó mới bảo rằng là Ừ Mày nói nghe hợp lý đấy Nhưng mà tao nói cho mày nghe như này nha Tao sẽ đéo thuê mày Đấy Tao nói rõ luôn Tao sẽ đéo thuê mày Và tao sẽ sẵn sàng trả cái số tiền đấy Để thuê một thằng khác Ok Và mày thì cứ đi rửa bát để Địt mẹ cày vãi đái luôn Đó, Vô cái thằng lợn đấy Địt mẹ thằng mẹ khách về nó mất dậy Đó bảo là ừ ok, tao sẽ giả đúng từng đấy tiền Nhưng mà cho một thằng khác mà đéo phải cho mày À. còn mày thì đi rửa bát đi con lợn đấy kiểu kiểu thế là nó chửi mình như thế địt mẹ nó cay ơi là cay ơi mà không làm gì nó xong mình bảo ơ ừ, thôi thì đành thế vậy địt con mẹ vua con nít này rồi thôi, chịu 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 nách nách đấy đấy là một thằng khách rất ảo thằng khách rất ảo địt kiểu vào trả treo các kiểu chán ơi là chán ơi chứ kiểu sao thì thoảng gặp mấy khách đấy nên là tây ấy, nhiều thằng kỳ lắm sau đó có thằng anh gặp thì là 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 gọi là, 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 là có thằng mày gặp thì uh, thì thì uh, thì nó bảo như này. Nó bảo là uh, tao muốn vẽ một cái tranh như này, ma đi con mẹ bọn nó toàn order là những cái tranh mà nó kiểu, kiểu trông nó siêu phức tạp ấy, tức là nó cực kỳ nhiều chi tiết chẳng hạn như là vẽ toàn cái đéo mà giáp mà nó rồng phượng mà nó xoắn quẩy nó dày đặc quá. kinh khủng xong là anh bảo là ừ, ok là thì tao vẽ được à, kiểu là đại khái là nó cần từng này từng kia thời gian vân 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 xong là sau là anh đọc giá thì nó bảo như thế này, này nó bảo là thực sự thì công ty của tao rất bé bây giờ hiện tại thì bọn tao cũng đang kiểu như là uh, tìm những cái đối tác để mà có thể rót thêm vốn đầu tư vào ấy nên là tao nghĩ rằng là khi mà mày mày làm cái công việc này nó sẽ là cơ hội cho mày đấy nó sẽ là một cái cơ hội để mà sau này khi mà khi mà cái dự án này mà nó 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 thành công ấy thì thì là chắc chắn là tao sẽ chia cho mày một cái số phần trăm nào đấy mình bảo là thôi địt mẹ ông nách mẹ đi ông đừng bốc phét Ông toàn mồm điêu Rồi à, rồi ông nách con mẹ đi Tôi biết thế đéo đó là công ty Ông là công ty đéo nào Xong rồi ông lại còn bảo là mẹ mình chờ Đến mấy thằng Việt Nam Tôi ngồi tôi nói chuyện được với nó thì mẹ Bắt tay bắt chân Mà nó còn lừa tôi Sau này nó còn đéo thưởng cho tôi cái gì chứ Ông Ông ở đâu Ông ông còn là người Tây Ông lại Đòi là hứa là Sau này tôi chia cho ông cái này thôi, thôi, Ông đừng có mồm điêu Ông nách mẹ đi đấy kiểu kiểu u nhiều thằng nó mấy ông tây ông ông ông, ông văn của ông Tinh lắm văn vở vãi lìn mệt lắm nói chung là mình làm ấy tây ta nó giống nhau thôi mình cần bao tiền mình muốn bao nhiêu mình thấy thỏa mãn mình thì mình phải nói rõ ràng ra điều đấy chứ không không đừng nghe bọn nó văn vở mệt lắm thì mấy ông tây nó văn kinh lắm không phải thằng tây nào nó cũng tử tế đâu nhiều thằng tây nó bẩn bò mẹ nó xin từng đồng luôn ấy mày vẽ cho tao một con tranh ở ứ ừ, vẽ mày một con tranh ừ, giá nó là thế này nó kia sau khi mình vẽ xong con tranh đấy nó bảo ok tao thấy rất ổn với nó bây giờ Ta tao muốn vẽ thêm khoảng 10 con nữa hay là 20 con nữa kiểu kiểu như thế thì thì uh, thì mày có là, là, discount không kiểu kiểu thì mình bảo ơ discount được nhưng mà nó vừa phải thôi uh, thì nó nó ý là nó cứ đưa ra một cái giá mà theo kiểu dạng mẹ ngớ ngẩn vậy đấy ấy. là cái giá mà nó kiểu nó discount một cách kinh khủng khiếp ấy xong mình bảo là làm đéo chuyện đấy làm đéo có, có cái giá nào mà nó, mà nó giảm gọi là đến mức như thế xong thì nó lại lại chuyển sang nhưng mà đây là tận là 20 cái cơ mà nếu mà tính tổng ra thì 20 cái tranh này mày vẫn được là từng này từng kia tiền cơ mà nó có phải là ít đâu kiểu thế vãi lìn thế tức là ta không phải làm à là, kể cả 20 cái tranh hay một cái tranh thì ta vẫn mất từng đấy thời gian để vẽ cho mày và yêu cầu của mày thì cao vãi lìn ra thế ông lại đòi đi cao theo kiểu thì đúng như kiểu vứt đi ấy, là đang làm một cái tranh như thế nhưng vẽ đến đến 20 cái thì mỗi cái tranh giá chỉ có một nửa ông ừ, khổn thế quê tôi đẩy nha yeah. mấy ông ấy khổ lắm toàn kiểu rồi à, ảo ơi là ơi à khóa cơ bản của anh khi nào mở tiếp vậy à? thì khóa cơ bản của anh uh, qua tết nha thực ra anh cũng không biết chính xác là sẽ là ngày nào vào hiện tại bởi vì uh, sắp tới đây thì nó có khá nhiều lễ tết từ này nọ kia thì uh, tới anh cũng không biết chính xác là, là ngày nào nên là anh sẽ cập nhật lên trên cái web đấy uh, cái ngày dự kiến uh, cụ thể nhất uh, sau nha còn bây giờ thì anh cũng chưa biết được nhưng chắc chắn là là qua tết âm nha Thế mình dạy là nốt khóa này thì nó cũng là tết mất rồi. Sao em thấy anh anh nhiều cái giống em thế mà mỗi cái vẽ thì không giống ở thế nó mới ảo, yeah, chưa biết được. <laughs> anh livestream xem gió kiểu này hay hay ơ ừ thì đây đợt tới thì nó sẽ là liên tục như này trong vòng ít nhất là một vài cái livestream nữa thì nó cũng chỉ ngồi bốc phép này thôi chứ bây giờ biết làm như nào tại vì anh đang muốn xe cái đống clip này lên trên cái trang của anh mà có bao giờ anh thấy công việc của mình bị chán không ạ cho dù việc đấy là việc mình thích thực ra thì không nhé thực ra thì không bởi vì sao bởi vì uh, anh ấy, khi anh làm việc ấy thì anh luôn luôn tức là mỗi cái bức tranh mà anh vẽ mỗi cái đề tài mà anh làm ấy anh luôn luôn cố gắng để chọn những cái đề tài mới và chọn những cái thứ mà mình chưa làm bao giờ để mình nghiên cứu về nó nên chính vì thế anh không bao giờ gần như không bao giờ có cái sự nhàm chán cả nếu mà có có đi nữa thì kiểu như ý là tức là cảm thấy bị chán thì nếu có đi nữa là do mình lười thôi tức là mình cảm thấy gọi là cái tranh này lười quá nó nhiều nó nhiều chi tiết quá mình chưa muốn vẽ lắm thì thôi mình lười mình mình chơi điện tử thêm vài hôm rồi hôm sau mình vẽ sau thì cái đấy thì ok chứ còn thực ra trong khi làm việc thì thực sự thì là mỗi tranh nó đều có cái hay của nó nó đều có cái riêng của nó và nó đều có cái để mình nghiên cứu nên chính vì vậy thì anh cũng không 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 không, không, không bị chán bao giờ, nó là như thế nó người nước ngoài hả anh ừ thì phải tất cả mấy buổi đều là người nước ngoài hết mấy mấy lợn đấy thì lắm trò vậy linh thì... sao riêng cái bạn tên là cái gì mà hờ tròn này thì bạn ấy lại có cái cái khung trong có cái dấu chấm đấy là là sao nhỉ chúng ảo ấy nhỉ buổi tối vui vẻ ấm áp nhà anh tức là 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 một cái kênh nào đấy nó nó, nó mạnh mạnh hay hay như nào ờ đúng rồi cứ như kiểu mỗi con đầu là làm lâu về bọn đấy nó văn nó ảo lắm, văn nó ảo, nó kiểu nhiều trò lắm một trăm k sắp à kinh quá nhỉ? Là kinh thì cháy nhỉ? À, oh, kinh quá nhỉ? Là kinh có tích xanh đấy anh. Uầy. may mạnh Em thấy những artist Rios thực sự giỏi thật. Thế chẳng lẽ nó lại không giỏi. Ý? Thì em lại cái toàn nói. Ý. Hòa vốn vẽ Splat art đã xịn lắm rồi nhưng qua tay Artic Riot polis nó lại xịn hơn một level nữa sao rios đỉnh vl ừ em, em, em toàn nói câu thử nó không đểm gì nhá kênh 750k sắp luôn á vãi cả đái đấy là kênh gì đây? đấy đây là kênh mic nhạc à Uầy, vãi đái à Bảy cho nó là 50k sắp à. Kinh thật. Khá mạnh. Nay anh đổi sang tối à anh? Ờ ừ, thực ra thì anh cũng đang rảnh, sắp đến giờ đi đi ăn, đi ăn. Hôm nay tụ tập mấy anh em ngồi ăn nướng ăn niếc các thứ tí thì ngồi bốc phét tí nửa tiếng nữa 7 giờ Nãy nói đúng kiểu em thật toàn bị rũ discount Xong đặt nhiều biết là giá thấp nhưng mà làm lâu dài thì cũng có tiền Tại khó kiếm job Thực ra thì cái đấy là nó cũng do em quyết định thôi chứ thực tế thì uh, Không trách được đâu uh, Tiền mà và mình không có tiền Mình không có nhiều job Thì đương nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng để mình làm điều đấy dù kể cả là tiền nó ít. Nhưng mà tất đương nhiên nếu mà ít quá ấy thì thì giống như kiểu mình đã tự bán rẻ chính mình vậy thì mình cũng không nên với những thứ mà ít quá thì mình cũng không nên. Nhưng mà ờ uh, cái đấy không trách được đâu, phải chấp nhận thôi. Đấy ví dụ như anh tầm này thì anh mới không như thế chứ em nếu em không có job vậy thì thì đương nhiên em sẽ làm như thế ví dụ anh bây giờ là anh thực ra là cũng có những lúc anh không có job nhưng anh cũng kệ còn mẹ anh cũng có làm đâu bởi vì thực ra cái mục tiêu của anh ấy là anh uh, kiếm tiền để anh xây nhà thì anh kiếm được rồi anh đủ tiền để anh xây nhà rồi bây giờ anh cần một buổi đủ tiền để sống thì là được đầu cần thì căng thẳng đâu đúng à. không nên là anh thoải mái ở trong việc mà làm thì làm mà không làm thì thôi. Cứ còn ví dụ như bọn em đang kiểu đang muốn kiếm tiền, đang này nọ kia thì nhiều khi job thấp thì bọn em vẫn sẽ làm đấy điều bình thường. nhưng mà làm cái đấy nhiều là nó bị phản đam đấy. là về sau ấy là nó chỉ thuê em với cái giá ấy thôi thì thế nó mới đau. hãy cẩn thận điều đấy. Nếu vẽ hai vật thể tối màu nằm trồng chéo lên nhau thì có cách xử lý nào để làm nó rõ ràng hơn thì đương nhiên là nó không trùng đậm nhạt thôi nếu nó trùng đậm nhạt thì đương nhiên là nó dính vào với nhau còn nó không trùng đậm nhạt thì nó sẽ không dính vào với nhau hết dễ hiểu vãi chửa yeah. tức là chắc chắn sẽ có một thứ nó sáng hơn và có một thứ nó tối hơn luôn luôn là như vậy Đấy là cách duy nhất để cho nó rõ ràng Nếu mà hai thứ mà bây giờ mà nó cùng màu Nó cùng đậm nhạt Thì đương nhiên nó phải dính vào với nhau thành một rồi Trường hợp đấy thì nó rất khó xảy ra ở Trong tự, tự, nhiên Đương nhiên là nó có đấy Đương nhiên là nó có đấy Khi mà nó rơi vào trường hợp mà nó bị thiếu sáng Trầm trọng ờ, ở trong bóng tối kiểu đi trong một cái trong một cái ngõ tối gặp một thằng da đen mẹ nó đang đứng trong góc này, nhìn vào mắt nhìn làm sao được đấy điều bình thường nha yeah. nó có như thế nhưng mà đại khái là khi mình vẽ thì mình cũng hạn chế để mà làm như thế thôi mình sẽ là rất hạn chế về điều đấy bởi vì như thế nó rất khó nhìn cho người xem hồi xưa lúc mới vẽ đi từ thì anh học ở đâu ạ thì anh học ở trên mạng thôi anh học trên mạng đầu tiên là anh không phải là anh học vẽ nha yeah mà đầu tiên để máy tiếp cận với cái bộ môn digital này là cái đầu tiên mình học đây anh học đi dài ngày xưa em có biết trò là võ lâm truyền kỳ không đấy thì khi anh tiếp xúc lần đầu tiên với photoshop ấy là anh tập blend là banner của cái trò đấy của cái trò võ lâm truyền kỳ đấy đấy thế là mình cứ lấy mấy cái ảnh ở trên mạng về ấy. xong mình cắt ghép với nhau xong là mình là blend uh, xong rồi mình chèn chữ vào các thứ ấy. đấy để làm mấy cái event cho cái trò đấy làm event cho trò đấy tức là mình tham gia event của cái trò đấy chứ không phải là anh được thuê làm cho cái trò đấy đâu nha mà là tham gia để kiếm cái cái, 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 cái kim nguyên bảo với cái đéo rồi đấy rất ngớ ngẩn của cái trò đấy thôi thì lúc đấy là anh tập photoshop bằng cách như vậy và Uh, khi mà anh uh, uh, tập thì uh, đại khái là cứ làm banner thôi, xong rồi cứ làm mấy thứ linh tinh thôi, xong rồi học mấy cái thủ thuật của bọn trên mạng với cách blend thế này nọ kia, thì đại khái là sơ sơ thì về xong mình cũng biết về công cụ photoshop đấy, xong rồi, xong rồi sau đấy thì bắt đầu học vẽ thì thực tế thì anh có vẽ tay rất nhiều trong rất nhiều năm nhưng mà khi lên vẽ máy thì thì gần như là số 0 bởi vì thực ra anh học nhiều năm nhưng mà anh cũng đâu có kiến thức con mẹ gì đâu về vẽ đâu. Nên là mình cũng à, vớ vẩn mà. Thế xong bắt đầu là mới uh, mượn bảng, mượn bảng vẽ điện tử về đây để vẽ. Lúc đấy là anh có một cái con lam mà con lam để nó yếu vãi đái. Lam để nó yếu, xong rồi nó đại khái là vẽ viết nó khổ sở lắm. Thì uh, mượn bảng về xong tập rồi Rồi chờ anh tí nhá đấy, xong rồi là về sau thì mượn bảng, mượn biết về vẽ, tập vẽ thôi, xong rồi vẽ thì thực ra là mình đéo biết cái gì cả, mình cái lúc đầu mình tập ấy thì mình có biết cái gì đâu, mình cứ vẽ thì mình vẽ cho sướng thôi, mình vẽ cho thích thôi chứ mình không hề biết một tí kiến thức nào cả, và mình cứ vẽ như vậy trong nhiều năm trời luôn, nhiều năm luôn đấy, là chỉ vẽ như vậy thì và đéo biết cái gì hết, đấy, là cho đến một ngày thì tự nhiên mình nhận ra rằng là thực ra mình đéo biết vẽ. Mà tất cả những gì trong nhiều năm trời vừa rồi mà mình vẽ chẳng qua chỉ là mình học dùng công cụ thôi Chứ mình đéo biết một tí nào về bất kỳ một cái kiến thức gì về vẽ cả Đấy chính là cái lúc mà anh phải nhìn nhận lại rằng là Tức là anh phải định hình lại rằng là ở rốt cuộc thì trong nhiều năm qua Thì anh có cái gì và anh không có cái gì Đấy thì thì sau khi đấy thì bắt đầu quay lại học lại về nền tảng học lại về cơ bản chứ còn thực ra là tất cả những năm của anh là anh đều chỉ dùng công cụ thôi mà chứ có biết cái gì đâu xong trong lúc học thì anh cứ nghĩ rằng là thì phải vẽ máy thì có cái đéo ở đâu bây giờ tao mà học được công cụ xong rồi chúng mày chết với tao thì chắc chắn là toàn bùa chú rồi chứ còn vẽ thì cần đéo phải biết vẽ nhiều có khi cóp cái mặt ở bên này đá vào bên kia anh trải qua tất cả những giai đoạn ấy rồi nha. anh không vẽ được anh bất lực anh đi copy cái mặt anh chèn vào anh giả vờ vẽ đè lên để lừa người ta rằng đây là tranh anh vẽ rồi anh nhìn một cái tranh người khác anh chép lại rồi anh chế cháo để anh gọi rằng là tranh của anh vẽ tất cả tất cả mọi thứ anh đều trải qua hết đấy thì nó giống như bọn em bây giờ thôi rồi bọn em sẽ trải gọi là trải qua tất cả những thứ đấy. nó không khác con mẹ gì đâu đấy thì rồi cũng sẽ đến lúc nó đi vào đúng con đường thôi rằng là à hóa ra tất cả những cái trò đấy đều chỉ là trò ngớ ngẩn thôi thì mẹ, hãy học với em cách đàng hoàng hãy học cơ bản đấy thì có phải bây giờ bọn em sẽ đi nhanh hơn anh rất nhiều bởi vì anh mất quá nhiều năm để làm trò đấy mà không có hiệu quả gì nhưng bây giờ bọn em đấy thấy đấy bọn em đang đi rất nhanh bởi vì bọn em có những người định hướng trước cho bọn em nhưng mà bây giờ định hướng đến thế thôi là được rồi đã đã giảm được mấy năm rồi các ông lại còn đòi anh ơi cái kênh này ở đâu cái tài liệu này ở đâu đi tại thế thì bỏ đâu học làm, làm buổi gì Đúng à. Wow, ăn sẵn mẹ hết rồi có gì hay tự mà đi tìm hiểu em thấy kênh anh lập từ hồi 2009 thì chắc anh vẽ cũng chục năm rồi nhỉ thì đúng anh vẽ về chục năm rồi đấy, anh vẽ phải chục năm rồi đấy. À nhưng mà không hết chục năm đâu, không hết chục năm đâu. Uh, tức là anh vẽ từ thời đấy nhưng mà anh cũng nghỉ khá nhiều năm. Yeah, tức từ anh cũng nghỉ khá nhiều năm. Thì uh, đại khái cũng mất khoảng 2 3 năm là anh không thực sự vẽ, xét cho cùng thì chắc có lẽ tổng thể ra anh được khoảng 7 năm rồi Chứ đó không phải là 10 năm. Nhưng mà là vẽ từ 2009. Nhưng mà vẽ từ 2009. theo em thì để mà tự học bây giờ thì các bạn mới sẽ dễ bị ngộp vì quá nhiều nguồn kiến thức và không biết học từ đâu thì theo anh thấy nó như nào thì anh thấy nó chả làm sao yeah. well, ngày xưa thì không có để học bởi vì tìm không ra đấy còn bây giờ thì nó có quá nhiều để học nhưng mà học sai thì nó có sao không thực ra nó cũng chả sao cả. nó cũng sẽ có bài học cho mình yeah. Còn bị ngộp hay không là do bọn em như... Có ai bắt bọn em tống từng đấy thứ vào mồm đâu Bọn em nói thế nó bị vô lý Bởi vì bây giờ ở trong một cái mâm cơm Nó có 10 món ăn Đấy Bọn em có thể thấy rất choáng ngợp Và bọn em không biết phải ăn món gì Thì mẹ không biết ăn món gì thì ăn từng món thôi Nó có sao đâu Và Không biết học từ đâu á Không biết học từ đâu học cái gì cũng được Nói thẳng luôn đấy Học cái gì cũng được bởi vì sao? Bởi vì rồi bọn em cũng sẽ phải học hết từng đấy thứ. Đấy. Thì học cái gì cũng được. Vì trước sau rồi cũng phải học thôi. Thì học cái gì trước thì được cái đấy trước. Và tất cả những cái đấy nó còn hỗ trợ cho nhau. Thì tại sao? Thế lại phải ngại được đấy. Không ai bắt bọn em là ở trên mâm cơm có 10 món ăn thì bọn em sẽ phải đút cả 10 món vào mồm cùng lúc. Không ai bắt như thế cả. Nên nói cái từ bị ngộp vậy nó không có đúng. Nó không có đúng cái người bình thường ấy người ta sẽ thử nghiệm từng món một Nếu có ai bắt em nhài ngấu nghiến hết cả 10 món đầu mà em bảo là ngủ nha à. bây giờ có rất nhiều kiến thức thì học từng thứ một anh nói em nhé kể cả em học sai anh nói thật với em luôn đấy kể cả em học sai em vẫn sẽ có bài học cho em và cái đấy nó vẫn giúp ích cho em ở trong tương lai anh anh cam kết với em luôn đấy là tại vì là anh đã từng như thế rồi anh biết nó chả có cái con mẹ thì mà nó không giúp ích cả. chỉ có cái là không học thì đứng im một chỗ thôi đấy còn cứ có học là nó có hơn cứ có học là nó có hơn đấy. và sai bây giờ thì nó rất khó tại vì như bọn em thấy đấy ví dụ nha anh là một người mà hay chia sẻ ở trên cái mạng xã hội là trên facebook về những cái kiến thức Điệt mẹ bây giờ anh mà nói sai một câu ấy Úi ôi Những cái người mà nó yêu quý anh Hay là anti fan cái thứ Úi mẹ nó vào nó dã dạ. ai cho Thì cũng mà tuét mẹ đầu Nha Và là ông là thầy giáo mà cái kiến thức này ông lại nói như này Thế thì ông dạy làm đéo rồi. Thôi ông nghỉ mẹ đi. Đấy. Nó là như thế ngay nha em nha. Nên là thực ra là bọn em bảo rằng là ừ, kiểu như nó có nhiều kiến thức quá. Không biết đâu là sai hay đúng. Nó cũng chưa hẳn đâu. Nha. Tại vì khi là khi mà người khác nói ấy, mà nếu mà nó bị sai ấy, là có người người ta vào người ta vã vào mặt ngay nha em nhá, ừ, là nó không trượt được đâu, nó bảo là ông đi mẹ ông Ngọc ông dạy người ta mà ông dạy như này á, à. mà kiến thức của ông như này á, à. thế là ông chết rồi nha thì mẹ đừng học lớp này hãy học lớp của tôi này các bạn đấy, thì là nó thành như thế đấy, đây không phải đơn giản đâu. Cái <laughs> là kiến thức thì nó ở đấy là Ai xua với em rằng là nếu mà nó không đúng ấy, thì nó chắc chắn là nó không sai tức là nó có thể là nó nó là một dạng kiến thức ai cũng biết nó chung chung nó nó kiểu kiểu như vậy thì ít nhất nó phải là như thế thì họ mới không có phản ứng gì thế chị em nghĩ là gọi là post mấy cái thứ đấy lên là facebook mà post sai mà được không có đâu nha. không có mùa xuân đâu em mới bắt đầu cũng học làm banner ơi, chuẩn. Làm quen với Photoshop. Lạnh mà đi ăn nướng thì ngon là nhỉ chuẩn. Chính vì thế hôm nay đi ăn nướng đấy là như thế. Em 30 rồi. Quay qua bắt đầu học digital để theo concept nghe anh kể vậy xong chóng mặt của anh thực ra thì nó cũng có, sao đâu em thích thì mình học thôi chứ có gì phải ngại đâu thực sự đấy anh thấy nó là như thế kể cả 40, kể cả 50 mươi em thích thì em học vấn đề gì đâu tức là tức là cái chính ấy là mỗi người họ đều đặt ra cái mục tiêu cho mình thì bây giờ bản thân ấy là em có đặt cái mục tiêu nó bị cao quá không nếu mà nó cao quá có thể em sẽ bị thất vọng thì điều đấy nó rất khổ cho em đúng không thì mình phải biết rằng là ở cái độ tuổi nào mình tiếp thu được bao nhiêu và mình kiểu như là mình sẽ hướng tới cái mục tiêu của mình là gì nó chỉ thế thôi thì em có thể rằng là ở ừ, bây giờ em là 30 tuổi có thể em phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình rất nhiều thứ khác kiểu kiểu như thế em sẽ không học nhanh được bằng các bạn nhưng mà em biết đấy cứ là năm 10 năm thì nó vào việc thì bây giờ em lại đặt mục tiêu là đi mẹ không tôi 30 tuổi rồi làm sao mà năm 10 năm nữa ông nói thế không được đi mẹ tôi chỉ 3 năm thôi 3 năm chỉ có đi ăn cắp rồi Nha... Ừ, học hành đi 3 năm thì làm sao mà đã được thành cái gì được thì nếu em đặt mục tiêu như thế là em dở thế thôi thế còn bây giờ em cứ xác định rằng là ừ, 10 năm 10 năm là bằng nhau hết à nha là nó xem xem như nhau hết à thế rồi có những người bây giờ rất trẻ họ vẽ rất ngon nhưng cứ thử tính mà xem thực ra cái tuổi nghề của họ ấy là họ tiếp cận sớm hơn so với bọn anh nên xét cho cùng ấy là họ cũng là 10 mẹ năm tuổi nghề nói thế luôn cho vuông thì họ khác gì mình đấy là điều bình thường thì em cũng sẽ như thế thôi thì đến tầm khoảng là bây giờ 30 thì tầm khoảng 40 40 là cũng cháy đấy học figure thì coi cuốn của ông Michael Hampton hay Lumis ngon hơn vậy anh. Thực ra thì không có ông nào ngon hơn ông nào cả nhá. Nói thế cho nó vuông. Mỗi ông đấy có một cái phương pháp dạy khác nhau về Figo và phương pháp nào hợp với em thì ông ấy ngon hơn. Đấy. em thì em bảo là ông Michael cái ngon, anh bảo ông Lumis gọi là ngon hơn vì ông ấy hợp với anh. Còn nó không hợp với em thì đấy là việc của em nhá. có sao đâu. Thế là không có ông nào ngon hơn ông nào đâu Mấy ông đấy là như nhau cả Mấy ông đấy đều kinh như nhau nhé yeah. Phương pháp nào phù hợp làm mình vào việc Thế thôi Nó là do phương pháp này nhớ nhé Học là nó là do phương pháp thôi Còn các cái kiến thức để thực tế thì nó là giống nhau Nhưng mà người ta quy về dạng gì cho cái người đọc người ta dễ hiểu ấy Thì đấy tùy tùy từng ông tức là có những người họ lại thích cái kiểu mà nó phức tạp có những người lại thích theo cái kiểu mà nó theo dạng thủ thuật có người lại thích theo kiểu khác vân vân và vân vân thì không nói được không nói được anh thì anh khuyên em rằng là, là ông nào nên đọc nha cứ đọc đi Đấy. đọc mà thấy nó không vào đầu thì đọc thì đọc ông khác Đấy. thế thôi rồi cũng sẽ đến có một ông là nó hợp với mình vãi đái luôn và lúc đấy chính là lúc mà mình nhận ra rằng là à, đây cái này mình dùng được. Đấy, kiểu kiểu như thế. Nó là như vậy. Đọc hết, đọc hết, đọc hết, đọc hết. Nó gọi là phương pháp. Mà phương pháp thì nó không có đúng sai gì đâu. Nó là cái... Cái, cái cách dùng của người ta thôi, nó hợp lý với mình. <laughs> cái tranh này ấy Uh, người ta có người ta có order là nó sẽ phải theo một cái phong cách um, gọi là uh, trông nó hơi trông nó hơi giống như kiểu như là uh, màu nước ấy. đấy thì cái đấy cũng là một cái mà anh học được sau khi làm cái job này và thêm một cái nữa mà anh học được ở trong cái job này ấy, đấy là cái việc sketch như này ấy là không nên, <laughs> là không nên. Tức là uh, khi mà anh đưa cho họ những cái sketch này thì họ có nói một câu với anh Là như này, họ bảo là uh, thực ra thì tao muốn mày vẽ bằng bản nét chứ tao không muốn mày vẽ bằng 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 mảng như này. Bởi vì là ta có một cái cảm nhận rằng là <laughs> tức là khi mày vẽ bằng mảng ấy thì mọi thứ nó không được là mạch lạc tức là ta không thể nắm rõ được rằng là rút cuộc mày đang vẽ cái con mẹ gì cả đấy nên tốt nhất mày hãy làm bằng bản nét là cho tao xem khi mà họ ép mình phải làm bản nét ấy thì nó giống như là họ bắt buộc là mình phải xây dựng về phần design thật rõ ràng trước khi mình phát triển liên tiếp thì đấy là đấy là điều quan trọng khi mình vẽ tức là hãy hãy nghĩ rất kỹ về những cái design của mình Đấy. Trước khi mình phát triển lên tiếp là Anh cũng không dùng nét bao giờ đâu Tức là anh cũng không dùng nét bao giờ Nhưng mà ở trong cái tranh này thì người ta bắt dùng như thế Nên rồi cuối cùng anh cũng sẽ phải quay lại với dạng rằng là Phải xây dựng bằng nét Anh thiên hướng về Envin Roman concept được không anh ấy? Đúng không anh, không anh Không Anh không uh, Anh uh, Anh, uh, vẽ tất Tức là cái gì anh biết vẽ Và cũng không có cái gì nó mạnh hẳn cả. Uh, Tức là cái gì anh cũng muốn thử cả Nên là anh vẽ hết nhé. Uh, Phong cảnh Rồi chân dung Rồi toàn thân Rồi minh họa này nó kia cái vu tất Chứ nó không 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 thiên về cái gì có cái mà được gọi là yếu thì anh nghĩ rằng là anh vẽ về phần ví dụ như là um, robot, máy móc các thứ thì anh hơi yếu bởi vì thực ra là anh chưa vẽ mấy thứ đấy nhiều. Nên là thực ra thì vẽ thì vẫn vẽ được, vẽ thì vẫn vẽ được. Nên mà nó sẽ không 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 đạt được cái hiệu quả tốt như những thứ khác thế thôi. Bởi vì chưa vẽ nhiều thôi, chứ chưa vẽ nhiều thì nó cũng được à. Anh thấy điều thú điều gì thú vị nhất trong các trường mỹ thuật, điều thú vị nhất ở trong các trường mỹ thuật à, có lẽ là có một vài điều đấy, có một vài điều thú vị trong các trường mỹ thuật đấy. Cái điều thú vị đầu tiên đấy là cái việc học nó không nặng nề như các trường khác về mặt kiến thức, tức là vẽ nó 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 là kiểu là làm nghề mà nên là thực ra thì nó giống như là mình chơi nhiều hơn, nó khá thoải mái, à, học nó không bị căng thẳng nhiều, đấy là điều đầu tiên. Trong các trường mỹ thuật mình cảm thấy nó thú vị hơn. Cái thứ hai đấy là ở trong các trường mỹ thuật thì nó luôn luôn có một cái khoảng thời gian được gọi là thực tập cho các năm. Tức là cứ từ năm thứ nhất đến năm thứ năm ấy thì mỗi năm mình đều đều được đi thực tập gọi là đi thực tế đấy, cái đi thực tế đấy ở các trường khác sẽ là ví dụ như trường sư phạm thì sẽ là đi 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 đến các vùng này kia để dạy uh, học sinh, dạy trẻ con các thứ ấy. Thì uh, ở trong trường mỹ thuật là sẽ là uh, sẽ đi đến một cái vùng nào đấy, những cái vùng mà có phong cảnh đẹp và có những cái người dân mà họ có cái dạng sinh hoạt theo dạng mà đặc trưng ấy, nó nó rõ ràng ấy thì sẽ đến những cái vùng đấy để ký họa. Để thu thập tài liệu... Để sau này làm tranh cho mình... Kiểu kiểu như thế... Và... Ở trong những cái khoảng thời gian sinh hoạt đấy... Thì cảm thấy khá vui... Khá vui... Nhậu nhẹt... Ăn uống... Chơi bời lêu lỏng... Vân vân vân... Thì cảm thấy khá vui... Tức là cả, cả một cái tập thể... Nó sẽ tụ tập lại... Con gái thì ở riêng... Nhà riêng... Con trai thì ở nhà riêng... Các nhóm chia riêng ra ở với nhau... Và cứ sáng đến thì lao ra chợ hoặc là lao, lao ra những cái nơi mà đặc trưng của cái vùng đấy để để mà mình ký họa. Thì đi thì đi thực tế nó rất vui. Đấy à, anh thì là thằng mà rất hay chơi điện tử. Nên là đi thực tế đối với anh là việc đầu tiên anh sẽ tìm ra một cái hàng nét, sau đấy anh sẽ rủ tất cả những thằng mà chơi thân với anh lao ra ra hàng nét để ngồi chơi mẹ xuyên đêm xuyên ngày. ký họa thì đéo ký mà vẽ thì cũng đéo vẽ. Đấy, còn ăn nhậu thì là có mặt, nha. cứ ăn nhậu là có mặt. sau đấy là chơi điện tử, thông thiền hết cái, cái kỳ đấy. đến cuối kỳ thì bắt đầu là đi chụp ảnh, khắp nơi xong về mất khoảng hai ba hôm ngồi ký đại đấy xong. đấy thì thì nó là như vậy. thì anh thấy khá vui. Đấy. hay mà hay mà Ừ, nên là thực tập đối với anh nó 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 kỳ cục lắm thực sự ấy tất cả thời trong trường anh vẽ nó không hiệu quả bởi vì là anh uh, anh có học hành gì đâu anh toàn chuyện tử mà nên là nên là học trong trường nó cũng dở nhưng mà mình cũng không thấy tiếc bởi vì xét cho cùng thì đấy cũng là một cái phong cách mà mình đã chọn lựa khi mà mình học trong trường mình phải, mình phải chấp nhận thôi biết sao được yeah. <laughs> Uh, học hội họa trong trường thì nó có giúp ích được nhiều về mảng anh làm không thì uh, như anh nói thì nó gần như không giúp ích được nhiều bởi vì anh không học còn nếu bọn em là người học hành đàng hoàng thì chắc chắn là nó là nó giúp ích được nhiều nhá nếu bọn em là người học hành đàng hoàng nhiều là khoảng bao nhiêu thì anh anh nghĩ nó rơi vào đâu đấy khoảng 20% mươi phần trăm Cùng lắm là 30% rồi. Đấy, nó khoảng tầm đấy thôi. Chứ bảo mà nó giúp được 5-70% thì không phải đâu. Tức là bọn em có học hết 5 năm ở trong Trường thì chắc nó cũng sẽ hỗ trợ được cho bọn em khoảng 30% thôi. Anh không biết thì cái giáo trình hiện tại mới này của các trường đại học thì nó có gì hot không thì anh không biết. Nhưng mà đối với anh thì cái giáo trình ngày xưa mà anh trải nghiệm thì nó chỉ từng đấy thôi. Đấy, nó chỉ khoảng từng đấy thôi. Nó hỗ trợ được khoảng từng đấy thôi. Em mới đậu trường đại học mỹ thuật ngành hội họa này anh. Em tính sang năm học thêm lớp basic của anh nữa. À, thực ra thì anh cũng không hứa được rằng là anh sẽ giúp được gì cho em nhiều hay không. Thì nó còn phụ thuộc vào bản thân em. Nhưng mà anh chắc chắn với em một điều nha. Là khi em học trường mỹ thuật ấy. Thì em sẽ phải làm một cái bài gần như là đều như vắt tranh người ta gọi là hình họa. Và nếu mà em học anh... <laughs> Về, về khóa basic ấy thì, thì anh xua với em là Là hình họa của em ngon nha Là chắc chắn với em luôn Đấy đây là điều đấy là anh cam kết được Chắc chắn Bởi vì hình họa này nó Dù ngày xưa ở trong trường Thì anh vẽ hình họa như cất uh, Nhưng mà sau khi ra trường Thì anh mới hiểu rõ rằng là uh, Đậm nhạt nó quan trọng đến mức như thế nào Thì nếu nếu mà đậm nhạt của em tốt Thì thực sự em vẽ hình họa Nó dễ vẽ đái nha. Dễ vãi luôn em 20 tuổi bây giờ bắt đầu học vẽ có muộn không anh? Thực ra người ta hỏi rất nhiều về điều này nhưng mà anh thấy là nó chẳng bao giờ muộn cả nên nên là bọn em cũng không cần phải hỏi về điều đấy nhiều đâu nha. Yeah. Nó không bao giờ là muộn cả, nó không bao giờ là muộn cả và với lại 20 tuổi thì anh nói thật rằng là nó quá sớm, nên nó quá trẻ đi. Quá trẻ. Năm 3 đại học ngành IT nhưng em cảm thấy không hợp, em đang cố gắng vừa học vẽ vừa lấy bằng đại học liệu có em chưa nghe về câu chuyện ở trên là voz à? à, là sinh viên uh, là bách khoa à? mà bỏ ngang xong rồi đi làm it à, Úi dồi ôi mẹ it nó là nó là vào việc em nha, em lại thấy không hợp à, ở à, tôi không hợp thì phải chịu thôi nhưng mà nhưng mà, nhưng mà nói đùa thế thôi nhưng mà, nhưng mà it thực sự là kiếm ăn nó cũng được lắm đấy nha, nó được lắm luôn đấy chứ không phải bình thường nếu em là người giỏi À. Còn là chuyển sang học vẽ thì cứ học thôi Học ok mà hai, hai, 20 tuổi thì trẻ quá Thoải mái còn bao nhiêu thời gian Đúng rồi IT thì có thể học rất nặng như thế này nó kia Nhưng nếu em đi được theo cái nghề đấy Và em uh, tức là làm một người giỏi thì thì thực sự là IT kiếm khá nhiều tiền nha kiếm khá nhiều tiền theo anh biết đấy thực sự đấy thực sự đấy không phải là theo gọi là vốt dơ hay là VOZ từ đâu mà thực sự là là người IT nó là như thế thật nhưng mà phải ở trình độ cao phải ở trình độ cao Nhưng như mình không thích thì thực ra thì mình đã học nhiều thật nếu mình đã là gọi là không thích rồi thì nó khó lắm nha thì để mà thực sự mà mình theo nghề rồi mình thế này đó kia mình phát triển nó thành 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 đỉnh cao thì khó lắm khó khó em mới bắt đầu thì có học được khóa basic của anh không thì chắc chắn là được nha, nha tại vì cái khóa đấy là dành cho người không biết gì mà nên kể cả em không biết gì cả em vẫn học được nha thoải mái nha em nhé tuyên ngô cũng học bách khoa cái đấy thì không biết chắc là thế nói chung là học gọi là tay ngang nhiều mà nha. học tay ngang nhiều mà đâu có sao đâu bình thường tức là chỉ là mình 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 đang chọn con đường này mình không mình không thấy thích thì mình chọn con đường khác Thì cái, cái đấy là bình thường con người thì người ta đến một cái thời gian nào đấy thì họ sẽ có những cái tư tưởng khác họ sẽ có những cái sự thay đổi khác những điều đấy nó rất là bình thường và cái đấy nó có ích cho mình không thì anh nghĩ là cũng sẽ có đấy kể cả bọn em học IT chẳng hạn thì uh, về sau uh, tức là học 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 IT là là tức là bọn em biết code chẳng hạn như ví dụ như thế đi sau đấy là bọn em uh, học vẽ biết đâu về sau lại viết ra cái gì đấy một cái gọi là plugin gì đấy rất nổi tiếng người ta một cái plugin dành cho dân vẽ chẳng hạn Đó vào việc nha đôi khi là những cái plugin nó rất đơn giản thôi chẳng hạn như là uh, xem một cái uh, À, tức là mình vứt một cái tranh vào trong Photoshop và cái plugin đấy nó có thể uh, pick màu cho mình để rằng là à, đây màu trời thì vẽ bằng màu này màu đất thì vẽ bằng màu kia vân 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 cái đấy lại chả dùng cốt lòi gì nữa đúng không Nên là vào việc quá gì nữa đấy. vẫn có những người họ tạo ra những cái plugin uh, dạng đơn giản hơn đấy, uh, để kẻ lưới cho luật xa gần rồi vân 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 thì thì cốt nó không phải là phí cho việc học vẽ đâu đôi khi là nó cũng được đấy nha được phết đấy phát triển theo con đường đấy mẹ làm ra những con là plugin cháy vào việc ừ, có lẽ là sao nghỉ 3 phút nữa đúng đúng 7 giờ nhé đúng 7 giờ mình sẽ kết thúc cái live stream này em em có học môn đồ họa đa phương tiện bên một trường cao đẳng và em nhận ra một điều là học mỗi trong trường thì sẽ không theo được bộ môn này thực ra là đúng đấy nhé em nhá. và không phải là trong trường em đâu mà trong tất cả loại trường trên cuộc đời này. đấy và tất cả các ngành nghề trên cuộc đời này Bởi vì nó sẽ có một cái thứ Người ta gọi là trường đời em nhé Nó có một thứ người ta gọi là trường đời Và khi em bước ra cái cuộc đời đấy Em sẽ thấy rằng thực tế rằng Nó sẽ khác rất nhiều so với những thứ ở Trong trường mà em được học Đấy và em sẽ phải học thêm rất nhiều nữa để em mới có thể sống được ở trên cuộc đời này đúng nghĩa của nó à. <laughs> đấy đều rất bình thường như học trong mỗi trường xong ra như thằng bà ngờ Và gọi là mấy cu cháu nhá học, không trong trường nó chưa biết gì nhiều đâu còn lâu còn phải đi làm còn phải học hành thêm rất nhiều ở ngoài nữa đấy là điều bình thường rất bình thường và ai cũng như thế Đấy nên không có gì để bàn cả em bé đến giờ mới cầm bút học khóa của anh được không anh thực ra thì vẫn được thực ra thì vẫn được nhưng đương nhiên em sẽ phải đi chậm hơn so người khác. Rất nhiều, đấy là điều chắc chắn Đấy điều điều chắc chắn bởi vì em chưa dùng nhiều. Em chưa có một tí kinh nghiệm nào thì, thì đương nhiên nó sẽ bị như vậy, đấy là điều bình thường. Nhưng có học được không thì có học được. Có học được. Nhưng giỏi hay không thì anh không dám cam kết nhé. Bởi vì nó phụ thuộc vào nội tại của em nữa, tức là em là một người thông minh, là một người có năng khiếu và là một người chăm chỉ nữa thì mới được. Đấy. em học vẽ chơi vì đam mê thôi được không anh? Được, vì em cứ em cứ có tiền là học thôi à Quan trọng thì Thế đã cơm chiều chưa? Sắp rồi, yeah. Sắp rồi. Những người học anh từ lâu bây giờ thế nào rồi ạ? À? Bây giờ thế nào? Thực ra thì những người học anh nó có nhiều thành phần lắm, yeah, Nó Nó nhiều thành phần lắm. À, có những thành phần thì đang làm việc cho anh, đang làm job cho anh có những người thì họ họ vẫn đang làm công ty bình thường và thậm chí cũng có những người là bỏ mẹ vẽ rồi đấy, thì có cả có tất cả mọi thứ đấy, là, là đều có cả em thấy bên 3D chắc là Maya thì cũng phải biết tí cốt cái đấy thì anh không biết làm về anh không chơi 3D em làm cốt game và giờ cũng muốn học vẽ để tự vẽ tự cốt thôi đừng đừng em ạ anh thật đấy riêng này là anh khuyên thật tại vì sao vì nếu mà chơi solo thì nó khổ lắm chơi solo thì nó khổ lắm nếu mà em là người cốt nhé mà em tức là em không cần phải tự vẽ mà em nên xác định rằng là à em thuê mẹ em thẳng đấy sau đấy là nó vẽ cho em để khớp với cái gọi là cái cốt của em nếu đã bỏ tiền ra thuê thì về về sau cái hát đấy là là quyền dùng là quyền của em thì em ký hợp đồng với nó đàng hoàng thôi chứ vì sao lại phải 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 tự vẽ tự cốt nó khổ ra, chơi một thứ thôi thì cái thứ đấy nó mới mạnh, còn mình chơi cả hai thứ thì thường nó rất khó để mạnh. Những người mà mạnh được nhiều thứ ấy, nó hiếm lắm, nó hiếm lắm. Để chơi một thứ rồi, thật căng mà. Em đang bắt đầu việc vẽ người nhưng cảm thấy trên mạng nhiều người vẽ phong cách khác nhau quá nên em hơi hoang mang. Đấy là em tìm hiểu nó chưa sâu thôi Nha chứ còn là mỗi phong cách đấy nó đều có quy tắc của nó và tất cả những cái quy tắc đấy thì xét cho cùng nó vẫn dựa trên một thứ đấy là người cơ bản người người, người cơ bản thì nó có tỷ lệ nó có cấu trúc đàng hoàng đấy là em tìm hiểu chưa sâu nó mới bị như vậy vẽ chỉ đến mức độ nào thì mới có thể bắt đầu nâng lên vẽ máy không em không cần biết vẽ chỉ luôn em vẫn có thể vẽ máy ngay từ đầu tiên luôn cũng được nha em chứ không cần thiết Cháu không có nội tại thông minh hay năng khiếu nhưng được cái vẽ tầm 10 tiếng một ngày thì có phải là tốt không chú? Thì thực ra gọi là có độ chăm chỉ thôi. Thực ra là chăm chỉ là một cái phẩm chất mà mẹ thấp nhất ở trong những cái nghề sáng tạo rồi nha. Nên là tốt hay không thì thực ra cũng không phải là tốt đâu, bình thường thôi. Tức là nó nó gọi là cần có rồi nó gọi là cần có. Chứ nó nó không phải là một nội tại tốt nha. Thật ra em thấy artist ngầu quá nên cũng mê Thấy mấy anh artist vẽ mà thèm biết vẽ theo Nên giờ cũng đang tập mấy cái căn bản ít bữa nữa Đi học sẽ hiểu sâu hơn Ừ thực ra thì nếu mà đã thích rồi thì cứ học thôi Nhưng mà anh thì khuyên thật đấy Là mình làm một nghề thôi Mình làm một nghề và cố gắng để đẩy cái nghề lên đỉnh cao Thì thì cái đấy nó mạnh hơn nhiều So với việc mình làm nhiều nghề Vì làm, làm nhiều nghề nó khó Làm nhiều nghề nó khó còn việc mà em muốn chơi solo để em làm ra một con game thực ra nó không đủ đâu Nếu mà em chỉ cốt không và design không uh, và vẽ không thì vẫn là chưa đủ Em còn cần phải có designer, em còn cần phải có marketing Thì em thì em có đảm bảo được về những thứ đấy nữa may ra em làm ra con game nó mới đàng hoàng Còn nếu không thì những, thì những con game của em nó sẽ dạng theo kiểu dạng chộp giật thôi thôi có lẽ là hôm nay mình sẽ nghỉ tại đây nhá gọi là mình sẽ nghỉ tới đây anh sẽ chụp lại cái bức ảnh này để hôm sau mình sẽ xem tiếp chính xác từ chỗ này ok thôi bye bye anh em nha chúc anh em à, cuối tuần vui vẻ nha bye bye